Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 73. Ở Lô Văn Diệu đi vào thực tiệm thuốc sau đó, hết thảy khách hàng đều dừng lại đôi đũa trong tay, hai mắt trừng thật to nhìn hắn. Lão gia này chết danh tiếng ở Mỹ thực giới đây chính là tương đương vang dội. Rõ ràng toàn bộ tiệm cơm đều đã ngồi đầy người, Lô Văn Diệu muốn ăn vậy cũng phải các loại một đoạn thời gian, nhưng chính là có người chủ động đứng lên cho hắn nhường ra vị trí. Cái này, chính là địa vị thể hiện. Lư tiên sinh, mời ngài ngồi. Lô Văn Diệu tuyệt không khách khí, thậm chí ngay cả một câu, cảm tạ, cũng không có, trực tiếp ngồi ở người nọ nhường lại chỗ ngồi. Đồng nhất bàn mấy cái khác khách nhân cũng đều thật ngại quá tiếp tục ăn, mỗi một người đều đứng lên. Người bán hàng phi thường có mắt kiến thức, nhanh lên qua đây đem thức ăn đều thu thập sạch sẽ, sau đó đem thái đơn đặt liễu Lô Văn Diệu trước mặt, giọng nói tôn kính vô cùng nói rằng, Lư tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì không? Lô Văn Diệu không chút hoang mang món ăn đánh đơn mở, chậm rãi chọn. Nguyên bản huyên náo nhà hàng lập tức liền yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Lô Văn Diệu trên người. Nói thật ra, đại gia tới nơi này ăn chính là đồ cái mới mẻ, đồ náo nhiệt. Còn như thức ăn nơi này có phải thật vậy hay không có chữa bệnh, kiện người công hiệu, thật vẫn đúng vậy, tuy là sau khi ăn xong là cảm giác tinh thần đầu thật nhiều, nhưng là vẻn vẹn như vậy. Hiện tại được rồi, Lô Văn Diệu tới, lấy hắn chuyên nghiệp tính, nhất định có thể làm rõ ràng thực tiệm thuốc là hàng thật giá thật vẫn là đồ hữu kỳ biểu. Các ngươi nói, Lư tiên sinh sẽ cho ra dạng gì đánh giá? Khó nói, trước có không ít quán ăn cơm nước đều ăn ngon vô cùng. Nhưng cuối cùng đều cho ra khá thấp đánh giá, trực tiếp cho kiền đảo đóng. Đúng đúng đúng, ta ấn tượng sâu nhất một lần, chính là một nhà món cay tứ xuyên quán. Na cơm nước thật gọi một cái ăn ngon, kết quả Lư tiên sinh một cái liền chỉ ra bọn họ dùng thịt heo đều là lợn chết thịt, trực tiếp đem nhà kia món cay tứ xuyên quán cho biển thủ rồi. Lão gia tử này đối với mỹ thực quá soi mói, cũng quá tinh chuẩn. Chúng ta ở chỗ này ăn hài lòng, không có nghĩa là thức ăn nơi này cũng có thể thỏa mãn Lư tiên sinh khẩu vị. Lo lắng a, tất cả mọi người khó mà nói đến tột cùng sẽ có một cái dạng gì kết cục. Ngược lại ở Lô Văn Diệu bên này, tất cả đều có khả năng. Đang nhìn hoàn chỉnh cái thái đơn sau đó, Lô Văn Diệu phi thường bình thản nói ra một món ăn, cho ta tới một phần thịt băm hương cá, lại thêm một phần cơm tẻ. Liền cái này, người bán hàng nhìn trái phải hai bên, lúng túng hỏi, không ăn nhiều một điểm. Hoặc là, tới một phần tiệm chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn. Không cần, liền theo ta nói trên. Lô Văn Diệu phi thường xác định, càng là phổ thông tầm thường đồ ăn, thì càng có thể thể hiện ra một cái quán ăn trình độ. Thịt băm hương cá, cộng thêm một phần cơm, ngược lại muốn nhìn một chút nhà các ngươi trình độ như thế nào. Người bán hàng cũng không tiện nói cái gì nữa, thậm chí cũng không cần ghi chép, trực tiếp đi về phía hậu trù. Lúc này, Giang Sách từ trên thang lầu đi xuống, đi tới liễu Lô Văn Diệu trước bàn ăn, chắp tay, nói rằng, Lư tiên sinh chào ngươi. Ta là quán ăn này lão bản Giang Sách. Dựa theo chúng ta quy củ của nơi này, tự cấp ngài nấu ăn trước, ta muốn đối với ngài tiến hành đơn giản một chút thân thể kiểm tra. Ân, Lô Văn Diệu có chút bất mãn. Đây là quy củ gì? Giang Sách hồi đáp, chúng ta tiệm cơm hết thảy đồ ăn, đều là căn cứ khách nhân lượng thân làm theo yêu cầu, chỉ có biết thân thể của ngài tình trạng, chúng ta mới có thể làm ra thích hợp ngài đồ ăn. Lô Văn Diệu chân mày thư giãn ra. Đây là thật có ý tứ. Hắn ăn nhiều như vậy quán ăn, vẫn là lần đầu gặp phải loại này vì khách nhân lượng thân làm theo yêu cầu cơm nước địa phương, chỉ nghe nói qua y phục, giày năng lượng thân định tố, chưa từng có nghe nói qua cơm nước cũng có thể lượng thân làm theo yêu cầu. Có chút ý tứ. Sự chống cự của hắn tâm tình cũng không còn nghiêm trọng như vậy rồi, nói rằng tốt, vậy ngươi liền tới kiểm tra a. Giang Sách trực tiếp ngồi ở liễu Lô Văn Diệu bên người. Tự tay khoác lên nơi cổ tay của hắn, cảm thụ Lô Văn Diệu mạch đập nhảy lên, sau đó rồi hướng Lô Văn Diệu khí sắc làm quan sát. Giang Sách là một gã phi thường thầy thuốc ưu tú, trong vòng mấy phút ngắn ngủi cũng đã toàn bộ quan sát hoàn tất. Đây là tương đối chậm, đổi thành vậy khách hàng, không tới một phút có thể hoàn thành, Giang Sách là vì cẩn thận để, mới đúng Lô Văn Diệu nhiều quan sát một hồi. Tốt, trong lòng ta biết rõ rồi. Giang Sách đứng lên đi hướng chủ phòng, không nói gì nữa.
Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết Giang Sách biết làm ra manh mối gì đi ra. Đại khái 15 min sau, thịt băm hương cá bưng ra rồi. Nói thật, làm một đạo thịt băm hương cá cần tốn hao 15 min, thời gian này thật là có điểm quá lâu, vậy quán cơm nhỏ nửa phút cũng có thể làm đi ra. Thời gian tốn hao lâu, vậy nhất định sẽ rất ăn ngon à. Người bán hàng đem thịt băm hương cá đặt liễu Lô Văn Diệu trên bàn. Cười híp mắt nói rằng, Lư tiên sinh, mời thưởng thức. Lô Văn Diệu cầm đũa lên xốc lên trong khay thịt băm hương cá ăn, hắn nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, sau đó lại lay rồi hai cái cơm. Gật đầu, tiếp tục thưởng thức. Có động tác như vậy, nói rõ hắn rất hưởng thụ. Những khách cũ đều lộ ra nụ cười sung sướng, ước đoán a, Lô Văn Diệu là muốn cho ra tốt đánh giá. Ba min sau, Lô Văn Diệu buông đũa xuống. Cơm nước tổng cộng cũng liền ăn 1/5 bộ dạng, cũng không có ăn nhiều lắm. Đối với một cái mỹ thực gia mà nói, là không thể đem thức ăn toàn bộ đều ăn sạch. Hắn cầm lấy giấy ăn lau miệng, sau đó bình luận, sắc hương vị câu toàn, nguyên liệu nấu ăn, chế tác đều là siêu nhất lưu, làm món ăn này đầu bếp, nhất định là cao cấp nhất đại trù. Quả nhiên cùng đại gia sở liệu nghĩ giống nhau, cấp cho chính là chính diện đánh giá. Thế nhưng, một câu, thế nhưng, đem tất cả mọi người kéo lại, làm sao còn có thế nhưng. Lô Văn Diệu tiếp tục nói, thế nhưng, cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Cơm nước đều là vô cùng cơ giới tính ở nấu nướng, đầu bếp căn bản không có đầu nhập bất kỳ tình cảm ở bên trong. Thức ăn như vậy, đồ hữu kỳ biểu, đối với vậy khách hàng mà nói xem như là không sai, nhưng đối với ta tới nói, không có cảm tình cơm nước chính là không có linh hồn. Cũng chính là hai chữ rác rưởi. Cái này, tất cả mọi người mộng ép. Cùng ngay từ đầu nghĩ hoàn toàn khác nhau a, làm sao đột nhiên liền cho ra, rác rưởi, đánh giá như vậy. Vừa mới không phải còn ăn ngon tốt sao? Lô Văn Diệu đem giấy ăn nhét vào trong giỏ rác, đứng lên nói rằng, quán ăn này cũng chính là mánh lưới làm đủ mà thôi, cơm nước đúng là thông thường, thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Ta thì không nên đối với như vậy một cái đạo mạo nghiêm trang nhà hàng báo dĩ hy vọng. Nói cái gì biết căn cứ từng cái khách hàng lượng thân làm theo yêu cầu cơm nước, ha ha, kết quả là như vậy. Đơn giản là chê cười. Nói xong, Lô Văn Diệu xoay người rời đi, hắn ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu ở chỗ này. Người bán hàng, hậu trù bao quát tất cả khách hàng trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, dựa theo Lô Văn Diệu đánh giá, tiệm này tương lai đã xác định. Đóng cửa cũng không phải còn như, nhưng là đừng nghĩ làm ra cái gì thành tích. Làm một cái phổ thông ven đường nhà hàng mở ra a, còn muốn trở thành Yến Thành danh thiếp. Khỏi phải nghĩ đến rồi. Cửa phòng bếp, bình nước hỏi, thống suất, làm sao bây giờ? Giang Sách mỉm cười, nói rằng, không nóng nảy, kiên nhẫn đợi khoảng khắc, chẳng mấy chốc sẽ đạt được chúng ta kết quả mong muốn. Ân, đợi khoảng khắc, bình nước thực sự không rõ có ý tứ, Na Lô Văn Diệu đều đã tức giận tới mức tiếp đi. Còn có cái gì đợi lâu đợi? Chẳng lẽ lão gia tử còn có thể nửa đường đánh trở lại xin lỗi? Coi như bình nước nghĩ như vậy thời điểm, kỳ tích thực sự xảy ra. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Lô Văn Diệu cư nhiên từ đường phố đối diện hắc sắc trong xe lại đi ra, vẫn là bước nhanh hơn đi vào tiệm cơm. Sau đó, tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới, Lô Văn Diệu trực tiếp ngồi xuống, cầm đũa lên tiếp tục lái ăn. Đây là một cái gì thao tác? Không ai đọc được. Đối với một cái mỹ thực gia mà nói, làm sao có thể như thế chăng bận tâm hình tượng từng ngụm ăn. Hơn nữa hắn không phải nói, những thức ăn này đối với hắn mà nói đều là, rác rưởi, sao? Vậy hắn vì sao còn ăn thơm như vậy? Thật sự là gọi người khó hiểu. Rất nhanh, Lô Văn Diệu liền đem tràn đầy co lại thịt băm hương cá toàn bộ đều ăn xong rồi. Trong bát cơm cũng toàn bộ đều lay sạch sẽ, thậm chí một hạt gạo cũng không có còn lại. Lúc này, Giang Sách mới đi qua, hỏi, Lư tiên sinh, có thể xin ngài lại cho chúng ta quán ăn cơm nước cho ra một hợp lý đánh giá sao? Lô Văn Diệu cho ra đánh giá, cho tới bây giờ đều là nói 102, không có khả năng sửa đổi. Thế nhưng ngày hôm nay, loại này không có khả năng chuyện đã xảy ra cư nhiên thực sự xảy ra. Lô Văn Diệu đứng dậy, ngay ở đây mặt của mọi người, trước mặt mọi người nói rằng, xin lỗi đại gia. Vừa mới phán đoán của ta có sai lầm,
thực tiệm thuốc cơm nước thật là vì khách hàng lượng thân làm theo yêu cầu. Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút mộng bức, cái này đổi giọng không khỏi cũng quá nhanh a. Tại sao vậy? Lô Văn Diệu cũng nhìn thấu mọi người nghi hoặc, chủ động giải thích, phía trước lần kia đánh giá, ta chỉ là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng để làm ra bình phán, thế nhưng ta quên rồi một việc, đó chính là thực tiệm thuốc cơm nước ngoại trừ thông thường ăn ngon, đẹp ở ngoài, còn có một loại đặc thù công năng chữa bệnh. Quả thật, nếu như lấy 10 chia làm mãn phân, như vậy quán cơm cơm nước, ta chỉ có thể cho ra 5 phân thất bại điểm, đến bây giờ ta một dạng quan điểm. Đối với những thứ khác nhà hàng mà nói, có thể đây chính là cuối cùng điểm. Thế nhưng đối với thực tiệm thuốc không giống với, quán ăn này cơm nước bởi vì còn có chữa bệnh công năng, cho nên đang ở vô hình chung cho mình gia tăng rồi thêm vào điểm. Ta không dối gạt đại gia nói, ở ta vừa mới ăn xong thịt băm hương cá sau đó, bỗng nhiên phát hiện quấy nhiễu ta mấy thập niên thở khò khè cư nhiên như kỳ tích hóa giải. Tinh thần của ta trạng thái lập tức tốt hơn nhiều. Đang ở trong xe, tư nhân bác sĩ đối với ta tiến hành rồi kiểm tra. Hắn đều khó hiểu đây là làm sao làm được. Ngoại giới truyền thuyết thực tiệm thuốc cơm nước có thể chữa bệnh, ta ngay từ đầu còn cho rằng là nói bậy, hiện tại ta là thật tin tưởng. Điểm này, có thể cho thực tiệm thuốc tăng 5 phân thậm chí 8 phân thêm vào điểm. Cho nên, mãn phân là 10 phân nói. Ta cho thực tiệm thuốc cuối cùng đánh ra điểm là 13 phân. Đây là một nhà như kỳ tích nhà hàng. Lời còn chưa dứt, toàn bộ trong nhà hàng bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay, là hiến cho Lô Văn Diệu, càng là hiến cho Giang Sách. Lần đầu tiên sát hạch, Giang Sách cư nhiên so với mãn phân còn nhiều hơn 3 phân. Một chữ, cường. Cái này thở khò khè đã khốn nhiễu Lô Văn Diệu vài chục năm rồi, có đến vài lần thậm chí đều suýt chút nữa chết ở bên trong bệnh viện, đây là hắn cho rằng cả đời cũng không thể thoát khỏi ác mộng. Nhưng không có nghĩ tới là, chỉ là co lại thịt băm hương cá, để quấy nhiễu hắn lâu như vậy bệnh đến rồi giảm bớt. Thực sự là quá ngoài ý muốn. Lô Văn Diệu thậm chí cũng hoài nghi, mình rốt cuộc ăn là đồ ăn vẫn là thuốc. Trên thế giới cư nhiên thật tồn tại có thể trị bệnh cơm nước. Hơn nữa so với thuốc còn dùng được, điều này thật sự là quá bất hợp lý rồi, mặc dù là kiến thức rộng rãi, ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon lớn nhà bình luận, lúc này cũng bị khuất phục rồi. Lô Văn Diệu hỏi, Giang lão bản, ngài là làm sao làm được? Giang Sách mỉm cười, nói rằng, tựa như ta ngay từ đầu nói như vậy, chúng ta quán ăn hết thảy cơm nước đều là căn cứ khách hàng lượng thân làm theo yêu cầu. Ở vừa mới cho ngài kiểm tra thời điểm ta cũng đã biết thân thể của ngài có thở khò khè khuyết điểm, cho nên tự cấp ngài chế tác thịt băm hương cá món ăn này thời điểm. Cố ý dùng một ít thích hợp ngài dược vật gia nhập vào trong đó. Cũng không phá hư món ăn vị, còn có thể cam đoan làm cho ngài thân thể kiện khang. Cái này thật sự là thật lợi hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể nói, toàn thế giới ngoại trừ thực tiệm thuốc, tuyệt đối không có nhà thứ hai nhà hàng có thể làm được điểm này. Coi như thực tiệm thuốc cơm nước vị khả năng cũng không phải là tốt như vậy, nhưng có điểm này là có thể tăng không ít điểm. Lô Văn Diệu giơ ngón tay cái lên, nói rằng, ta ngay lập tức sẽ trở về, ở vẻ đẹp của ta thực trong tạp chí phát biểu có quan hệ thực tiệm thuốc nội dung, nhất định sẽ làm cho thực tiệm thuốc danh tiếng vang xa, trở thành yến thành danh thiếp. Sau đó, Lô Văn Diệu cho Giang Sách sâu đậm bái một cái. Cái này đã có tuổi lão nhân, tính tính này xeo ngạo mạn lão nhân, cư nhiên sẽ đối với một cái hậu sinh vãn bối cúc cung, đây là người nào cũng không nghĩ tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì Giang Sách cơm nước làm cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là kỳ tích. Giang Sách nói rằng, Lư tiên sinh, vừa mới ngài chỉ ăn một cái nói đồ ăn, đối với ngài bệnh tình giảm bớt kỳ thực rất bình thường. Nếu như ngài muốn triệt để chỉ tận gốc thở khò khè lời nói, còn phiền phức mỗi ngày đều tới một chuyến. Ta cam đoan không ra một tháng, là có thể đem bệnh của ngài chữa lành. Nói là một tháng, kỳ thực dựa theo Giang Sách năng lực, một tuần là đủ rồi. Đem thời gian kéo dài một điểm, cũng là vì có thể làm cho Lô Văn Diệu thường xuyên đến, cho thực tiệm thuốc mở rộng đưa đến ngay mặt hiệu quả. Giang Sách vỗ bàn một cái. Ngài ngày hôm nay ăn cơm cái bàn này ta giữ lại cho ngài, sau này sẽ là Lư tiên sinh ngài dành riêng chỗ ngồi, ai cũng đoạt không đi. Lô Văn Diệu vui cũng. Nếu quả như thật có thể đem quấy nhiễu chính mình vài chục năm bệnh chữa lành,
na so cái gì đều đáng giá vui vẻ. Cảm tạ, cảm tạ. Lô Văn Diệu cùng Giang Sách nhiệt liệt ôm, sau đó ly khai thực tiệm thuốc. Trải qua Lô Văn Diệu làm thành như vậy, thực tiệm thuốc danh tiếng liền triệt để bắt đi, nguyên bản còn đối với thực tiệm thuốc có lo lắng khách hàng, hiện tại hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà. Yên tâm to gan ăn. Ngay cả Lư tiên sinh đều nói tốt, còn có cái gì có thể nghi ngờ đâu. Đúng vậy, như loại này có thể chữa bệnh nhà hàng. Phóng nhãn toàn thế giới cũng tìm không ra nhà thứ hai. Thực tiệm thuốc, một chữ nghiêu. Về sau ta muốn mỗi ngày tới nơi này ăn. Có Lô Văn Diệu, hộ giá hộ tống, thực tiệm thuốc danh tiếng lập tức liền nổ tung. Khách hàng trở nên so với ban đầu càng nhiều. Giang Sách mỉm cười, bất động thanh sắc về tới lầu 3. Đối với lão thiên tôn trận đầu này sát hạch, hắn xem như là thuận lợi hoàn thành, kế tiếp, thì nhìn lão thiên tôn phải như thế nào tiếp tục ra chiêu. Đường phố đối diện trong quán ăn, què chân bí thư thiếu canh đem chiếc đũa để xuống, vòng thứ nhất thí nghiệm tuy nói thất bại, thế nhưng hắn cũng không có sức sống, nếu như Giang Sách có dễ dàng như vậy đã bị giải quyết hết. Vậy không đáng hắn tự mình đến một chuyến. Chỉ là hắn có điểm nghi hoặc, Lô Văn Diệu một cái như vậy thiết diện vô tư lão gia này, cư nhiên sẽ đối với một cái mới mở nghiệp nhà hàng cho ra cao như vậy đánh giá. Nếu như không phải giải khai Lô Văn Diệu nội tình, Tiếu Canh cũng hoài nghi cái này có phải hay không Giang Sách an bài kẻ lừa gạt. A hát, có thể a, coi như người thật sự có tài. Nhưng Tiếu Canh thủ đoạn làm sao có thể cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có một người dáng dấp thô bỉ nam tử tiểu bào qua đây, cúi người gật đầu nói rằng, Tiếu lão, xin hỏi ngài có gì phân phó sao? Nam tử này, ở Yến Thành cũng là có số một, tên là Tiêu Thù. Tiêu Thù sở dĩ ở Yến Thành nổi danh, cũng không phải là năng lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là nguyên do bởi vì cái này người đặc biệt am hiểu người giả bị đụng, vụ oan, bàn lộng thị phi. Không ít đại lão bản xí nghiệp lớn đều đã từng thua bởi qua trên tay hắn. Người vẫn không thể trêu chọc hắn, loại này mặt hàng chính là điển hình không cần mặt mũi, người càng là trêu chọc hắn, hắn thì càng với người hao tổn đến chết, các loại cho người đào hầm. Cái gì dơ bẩn xấu xa thủ đoạn đều cho người dùng tới. Chính là Ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân, cái này Tiêu Thù chính là một cái điển hình tiểu nhân. Mỗi người nhìn đều phải lẩn tránh rất xa. Sợ bị dính lên. Đương nhiên, lại dơ bẩn xấu xa, lại không cần mặt mũi, Tiêu Thù cũng không dám ở Tiếu Canh trước mặt làm càn, hắn cũng không phải ngốc, Yến Thành là của ai thế lực địa bàn, hắn biết rõ. Đắc tội người khác có thể, đắc tội vẽ còn tập đoàn, kiên quyết không được. Tiếu Canh là ai đều dùng. Hắn liếc nhìn Tiêu Thù, chỉ đối diện, nói rằng, có biện pháp ở trong vòng nửa ngày đem đối diện tiệm cơm cho ta bôi xấu sao. Tiêu Thù là ai? Ngươi làm cho hắn đi cáo nghiên cứu khoa học chế tạo hắn không được, thế nhưng ngươi muốn hắn đem một cửa tiệm cửa hàng làm cho thúi, đó chính là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn cười hắc hắc, nói rằng, muốn bôi xấu một nhà tiệm cơm không phải việc khó, căn bản chưa dùng tới nửa ngày, cho ta một giờ là đủ. A hát, Tiếu Canh sờ sờ râu mép, tốt, vậy ngươi liền cho ta trong vòng một giờ đem thực tiệm thuốc bôi xấu, có thể làm được. Ta cho ngươi 2 triệu. Thỏa, đa tạ Tiếu lão. Tiêu Thù cũng không lời nói nhảm, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ thủ hạ, sau đó tiến hành tương ứng an bài. Mấy phút sau, hắn cúp điện thoại, cười híp mắt đứng ở Tiếu Canh bên cạnh, nói rằng, tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, 5 min sau, xin ngài quan sát trò hay. Ân. Tiếu Canh lần nữa cầm đũa lên ăn vừa chú ý đối diện tiệm cơm tình huống. Cái này 5 min bên trong. Lục tục lại có không ít người đi ăn cơm. Mặc dù không là phản điếm, nhưng khách hàng nhưng vẫn không ngừng, đủ để chứng minh thực tiệm thuốc sinh ý có bao nhiêu nóng nảy. Đã đến giờ. Tiếu Canh hỏi, người muốn ta nhìn trò hay, có thể bắt đầu chưa? Tiêu Thù gật đầu, đã bắt đầu rồi. Lời còn chưa dứt, liền nghe được đối diện thực tiệm thuốc bên trong truyền ra hàng loạt tiếng thét chói tai, loạn tao tao, có khách hàng sợ đến ra bên ngoài chạy. Theo sát mà, càng kinh khủng hơn một màn phát sinh. Mấy con chuột lớn từ thực tiệm thuốc bên trong chạy ra, sau đó còn nghe được có người hô to, không xong, có người té xỉu. Nguyên bản hỉ khí dương dương thực tiệm thuốc, ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong thay đổi hoàn toàn.
giống như là từ thiên đường tiến vào địa ngục. Giang Sách lúc này mới vừa lên lầu không bao lâu, liền nghe được dưới truyền đến loạn tao tao thanh âm, trong lòng đại khái cũng biết là làm sao một cái tình huống. Cửa thứ hai, tới. Đi xuống xem một chút. Giang Sách mang theo bình nước cùng đi đến rồi lầu một, một cái lầu liền thấy mười mấy con chuột lớn ở quán cơm bên trong thoán lai thoán khứ. Những khách cũ sợ đến hét toáng lên, có một chút lá gan nhỏ hơn nữ sinh thậm chí đều bò đến trên bàn. Chứng kiến trường hợp như vậy, Giang Sách kỳ thực đã biết là thế nào một cái tình huống. Vụ oan hãm hại, cố ý bôi đen. Ha ha, dùng được liều lượng, chẳng có gì lạ. Đang ở người bán hàng liều mạng bắt con chuột thời điểm, một gã khách hàng đột nhiên gục ở trên mặt đất, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, nhìn dáng vẻ giống như là muốn chết giống nhau. Một bàn kia những người khác đều hách liễu nhất đại khiêu, nhao nhao đi qua kiểm tra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là thế nào nha? Ngươi không sao chứ? Trời ạ, ai tới nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao hảo đoan đoan, ngươi lại đột nhiên té xỉu nha? Lúc này, một gã khách hàng đi tới nói rằng, cũng làm cho nhường một cái, ta là bác sĩ, để cho ta tới kiểm tra một chút. Quá tốt, có bác sĩ ở. Mau nhìn xem hắn là làm sao vậy. Na tự xưng thầy thuốc nam tử đi tới, ngồi chồm hổm dưới đất tiến hành kiểm tra, một lát sau, hắn phi thường khẳng định nói, là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn. Đối với một cái nhà hàng mà nói, bất kể là chủ quán vẫn là khách hàng, đều sợ nhất nghe thế bốn chữ. Vừa nghe đến ngộ độc thức ăn, những khách cũ sẽ nhao nhao lo lắng mình là không phải cũng sẽ trúng độc, mà đối với chủ quán mà nói. Thật vất vả kinh doanh danh tiếng, trong nháy mắt thì sẽ sụp đổ. Cho dù có Lô Văn Diệu như vậy đại sư cho ra khen ngợi, chỉ cần ở tiệm của ngươi bên trong xảy ra ngộ độc thức ăn tình huống, vậy thì đồng nghĩa với xong, chờ đấy cuối cùng không tiếp tục kinh doanh a. Sắc mặt của mọi người đều là tương đương xấu xí. Thầy thuốc kia đứng dậy nói rằng, nhanh, nhanh gọi 120 điện thoại, chậm một chút nữa lời nói, người sợ là sẽ phải cứu giúp không tới. Những bằng hữu kia nhóm nghe nói như thế toàn bộ đều sợ choáng váng, mỗi một người đều lấy điện thoại cầm tay ra tới gọi 120 cấp cứu điện thoại. Thừa dịp này, thầy thuốc kia nhìn về phía Giang Sách, dùng nghiêm khắc nhất giọng, người chính là cửa hàng này lão bản A. Giang Sách gật đầu, là. Bác sĩ cười lạnh nói tốt, coi như ngươi còn có là một nam nhân, có can đảm thừa nhận. Thế nhưng ngươi xem một chút ngươi làm việc này, một cái mời ăn quán. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất vệ sinh cũng làm không được. Ngươi, đối với khách hàng phụ trách sao? Ngươi, coi như là một thứ chó má gì? Hắn chỉ những đại lão kia chuột, nói rằng, ngươi xem một chút, một cửa tiệm cửa hàng bên trong cư nhiên sẽ có nhiều như vậy con chuột. Các ngươi cửa hàng được nhăn nhíu bẩn thỉu tới trình độ nào a? Còn có, ta bây giờ hoài nghi các ngươi tất cả cơm nước đều cũng có vấn đề, phàm là ở các ngươi cái này ăn xong đồ vật. Như thế này cũng phải đi bệnh viện yên lành kiểm tra một chút, miễn cho có người cũng theo chúng độc. Ta còn nói cho ngươi biết, tất cả kiểm tra phí dụng, cũng phải các ngươi phản điếm xuất. Những người khác cũng đều là một dạng ý tưởng. Những khách cũ kia nhao nhao dậm chân chửi đồng, rất nhiều đại gia bác gái được kêu là mắng một cái khó nghe. Thực tiệm thuốc khai trương ngày đầu tiên, đã đem đối mặt khiêu chiến thật lớn. Nếu như không thể xử lý tốt chuyện này, sợ là ngày đầu tiên cũng sẽ bị phong điệu, về sau cũng đừng nghĩ mở lại nghiệp, Giang Sách tới Yến Thành kế hoạch, sẽ triệt để thất bại. Đường phố đối diện, Tiếu Canh vô cùng hài lòng vỗ tay một cái. Hắn vừa cười vừa nói, có thể a, nói là một giờ, lúc này mới 20 min võ thuật cũng đã đem thực tiệm thuốc làm cho thúi, tiểu tử, ngươi thật sự có tài. Tiêu Thù Thô Bỉ nói rằng, đây là thời gian vội vội vàng vàng. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể đem đối diện càng chỉnh thảm hại hơn. Tiếu Canh gật đầu, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Đối diện lão bản kia là của ta cửu gia, về sau ngươi có nhiều thời gian chậm rãi giết chết hắn. Tiêu Thù trong lòng dùng mình. Đối diện cửa hàng lão bản sợ không phải kẻ ngu si a. Lại có thể có người sẽ chọn làm Tiếu Canh cửu nhân. Hay là đang Yến Thành. Cái này nhân loại. Không phải người điên chính là người ngu, hắn kết cục đã xác định. Đó chính là một con đường chết. Hai người tiếp tục hướng phía đối diện nhìn sang.
Thời khắc này thực tiệm thuốc bên trong cũng sớm đã rối loạn bộ, tất cả mọi người ở dậm chân chửi ầm lên, thậm chí có người muốn tự tay đi đánh Giang Sách rồi, nếu không phải là bị ngăn, bọn họ bàn tay đã sớm dán lên đi. Nếu như vậy lão bản, đối mặt cục diện như vậy sợ là đã sớm hoảng loạn thất thố không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng Giang Sách lại phá lệ lãnh tĩnh. Hắn đi thẳng tới té xỉu người kia bên người, ngồi chồm hổm xuống, hơi chút kiểm tra một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn giơ tay nói rằng, quả thực ta là tiệm chúng ta cửa hàng lỗi, là sai phải nhận thức. Vì bù đắp tiệm chúng ta cửa hàng sở mắc phải tới sai, ta quyết định tự mình đưa cái này bệnh nhân chữa lành. Chữa cho tốt. Hắn lưỡng thủ không không, làm sao có thể đem một cái ngộ độc thức ăn bệnh nhân chữa lành. Đây không phải là ở ăn nói bừa bãi, nói bậy sao. Thầy thuốc kia nói rằng, người muốn làm cái gì? Giang Sách ở bình nước bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó, bình nước đi lầu ba bang Giang Sách mang tới một cái hộp nhỏ. Giang Sách tiếp nhận hộp, một bên mở ra vừa nói, ta cũng không gạt đại gia, kỳ thực ta bản thân cũng là hiểu một ít dược lý. Chỉ bất quá ta biết mấy thứ này không phải thông thường dược lý, mà là. Nói chuyện võ thuật, hắn đã đem hộp mở ra. Ở bên trong triển lộ ra, là một con vinh quang tột đỉnh rết, siêu 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 loạn chuyển, nhìn dáng vẻ cũng biết là kịch độc không gì sánh được. Đây nếu là bị cắn trúng một ngụm, sợ là sẽ phải bị mất mạng tại chỗ A. Giang Sách nói rằng, ta học tập là miêu cương cổ thuật, có thể dùng này tới trị bệnh cứu người. Miêu cương cổ thuật, nghe làm sao như vậy dọa người. Bác sĩ nhìn na rết, trách cứ, người bớt ở chỗ này gạt người, làm sao có thể biết tồn tại cái gì miêu cương cổ thuật. Ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Còn ngươi nữa na rết, vừa nhìn cũng biết kịch độc không gì sánh được. Làm sao, người còn ngại hại nhân không đủ sao? Giang Sách lắc đầu, người đây sẽ không đã hiểu, ta đây nhất chiêu là lấy độc trị độc. Vị huynh đệ này ngộ độc thức ăn rồi, không quan hệ, chỉ cần bị ta đây kịch độc vô cùng rết cắn một cái, như vậy trên người của hắn độc sẽ lập tức giải trừ hết. Cái này cái gì hoang đường buồn cười nói. Ở đây không có bất kỳ một người là tin tưởng. Thế nhưng cũng không có bất cứ người nào dám đi lên ngăn cản, bởi vì na rết nhìn qua thực sự quá kinh khủng. Loè loẹt, vinh quang tột đỉnh, nếu như người nào không nghĩ qua là bị cắn, sợ là ngay cả đưa đi bệnh viện thời gian cũng không có. Ai cũng không dám tiến lên một bước. Giang Sách giống như là cái vật cách điện giống nhau, người bên cạnh tự động lẩn tránh rất xa. Sợ bị trong tay hắn rết cắn. Thầy thuốc kia nuốt nước miếng một cái, nói rằng, người phải dùng độc rết đi lấy độc trị độc. Nực cười, nực cười. Ngươi làm như vậy chẳng những trị không hết bệnh của hắn, còn có thể đem người cho hại chết, ngươi nhanh lên dừng tay. Giang Sách lạnh lùng nói rằng, mời không nên hoài nghi kỹ thuật của ta, nếu như ta thực sự bắt hắn cho hại chết nói, như vậy ta liền một mạng để một mạng, dùng của ta mệnh tới bồi thường mạng của hắn được rồi. Lời đã nói đến cái này phân thượng rồi, mọi người còn có thể nói cái gì nữa rồi. Đại gia nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia rết, nhìn rết một chút xíu tới gần ngộ độc thức ăn nam tử. Ngay một khắc này, kỳ tích cư nhiên thực sự xảy ra. Nguyên bản ngộ độc thức ăn mất đi ý thức nam tử, cư nhiên lập tức đẩy ra Giang Sách tay, từ dưới đất bò dậy. Tốc độ kia, quả thực còn nhanh hơn cả thỏ. Cái này, ta đi, thật có thể lấy độc trị độc a? Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Cái gì chó má lấy độc trị độc, ngươi có phải hay không ngốc, nhìn kỹ rõ ràng, na rết căn bản cũng không có đụng tới đàn ông kia có được hay không. Đúng nga, là đàn ông kia chính mình nhảy dựng lên, căn bản cũng không phải là bị rết cắn sau đó lấy độc trị độc, này sao lại thế này a? Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Ngay từ đầu rất nhiều khách hàng còn ở vào mộng bức trạng thái, cũng không phải là quá rõ. Nhưng hiện trường có đầu óc nhân hay là có. Rất nhanh thì có người phản ứng kịp, hô to một câu, dựa vào. Chẳng lẽ là lừa bịp tống tiền? Đúng rồi. Bình nước đứng ra nói rằng, trước mặt phát sinh tất cả, hiển nhiên là có người cố ý thiết kế xong, chúng ta hậu chủ vô cùng sạch sẽ, làm sao có thể lập tức nhô ra nhiều như vậy con chuột? Hơn nữa coi như là xuất hiện cạm bẫy, thật sự có con chuột, cũng không khả năng lập tức nhô ra mười mấy con nhiều như vậy a. Tiệm chúng ta cũng không phải cũ nát nhăn nhíu bẩn thỉu tiệm cũ,
sạch sẽ như vậy địa phương, làm sao có thể có nhiều như vậy con chuột? Một con hai đại gia có thể tin tưởng, một hơi thở đi ra mười mấy con, ai tin? Lại nói cái này chúng độc nam tử, nói là ngộ độc thức ăn, ha ha, vậy tại sao lập tức liền từ trên mặt đất vọt lên tới? Rõ ràng chính là giả bộ. Theo ta thấy, cái này ngộ độc thức ăn còn có người thầy thuốc này, toàn bộ đều là thông đồng tốt, chính là muốn bôi xấu thanh danh của chúng ta, lừa bịp tống tiền tiền của chúng ta. Lần này, đạo lý đi tới thực tiệm thuốc bên này. Đại gia nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vừa mới còn ăn ngon tốt, đại gia không hề có một chút vấn đề, làm sao đám người này thứ nhất cứu ra vấn đề. Mặt khác, một cái ngộ độc thức ăn nhân, tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó giống như một người không có sao giống nhau nhảy dựng lên? Kỳ quái, quá kỳ quái. Thầy thuốc kia vẫn còn ở nói xạo nói rằng, các ngươi ngậm máu phun người. Có cái gì chứng cứ nói chúng ta là thông đồng tốt lắm? Giang Sách đi tới hỏi, ngươi nói ngươi là bác sĩ. Vậy xin hỏi một cái, ngươi là cái nào sở bệnh viện bác sĩ? Ngoại khoa vẫn là nội khoa, đánh số là bao nhiêu a? Đối với cái này chút vấn đề, cái kia hay là bác sĩ căn bản một câu nói đều đáp không được. Không có lý do gì khác, đơn giản là hắn chính là cái hàng giả. Cái gì bác sĩ, chỉ là một cố làm ra vẻ giả mạo ngụy liệt san bằng mà thôi. Thầy thuốc kia không ngừng nuốt nước miếng, không ngừng lui về phía sau, ầm một tiếng đụng vào trên vách tường, không thể lui được nữa. Giang Sách lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, chỉ ngươi người như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói mình là bác sĩ. Quả thực vũ nhục, bác sĩ, hai chữ này, các ngươi, tất cả đều là một đám buồn cười ngang ngược tàn ác mà thôi. Thầy thuốc kia cùng làm bộ ngộ độc thức ăn nam tử đồ quân dụng ắt phiên môn vây lại, đợi bọn họ, sẽ là luật pháp chế tài. Thầy thuốc kia đầu ông tác hưởng, lúc đầu nói xong rồi cùng nhau diễn xuất làm trò, sau đó liền thuận thế đem thực tiệm thuốc cho giết, cuối cùng có thể đạt được một số tiền lớn. Chuyện như vậy kỳ thực bọn họ trước đây cũng không có bớt làm qua, mỗi một lần đều thuận lợi đắc thủ, không phải có thể ngoa đến tiền đó là có thể từ cố chủ bên kia đạt được tiền. Hết lần này tới lần khác lúc này đây, bọn họ đụng phải Giang Sách, thuyền lật trong mương. Na giả bác sĩ đối với, ngộ độc thức ăn, nam tử quát, người tì em nhất định chính là một cái phế vật, một tí tẹo như thế việc nhỏ đều làm không xong. Chính là để cho ngươi nằm trên mặt đất giả chết. Này cũng sẽ không sao. Dựa vào. Lời nói này cũng triệt để chọc giận, ngộ độc thức ăn, nam tử, hắn hướng về phía giả bác sĩ quát, ngươi tất tất cái gì tinh thần. Mỗi một lần đều là ngươi trang bị bác sĩ, muốn ta giả bộ bệnh người. Có bản lĩnh hai người chúng ta thay đổi a? Ngươi cũng không nhìn một chút na dết, đều nhanh muốn cắn đến ta, đây nếu là bị cắn một cái, ta tại chỗ liền bị mất mạng. Lão tử là tới kiếm tiền, không phải đến đưa mạng. Hiểu. Hai người kia mắng nhau, cũng triệt để ở chàng quần chúng nghe rõ ràng vấn đề chỗ ở. Vốn là còn người hoài nghi rốt cuộc là có phải hay không đang diễn trò, bây giờ có thể khẳng định, chính là chỗ này bang nhân muốn ngoa tiền mà làm ra vừa ra trò khôi hài. Không có gì đáng nói. Người bán hàng đem những này tên toàn bộ đều bắt lại, sau đó báo cảnh sát. Các loại cảnh sát qua đây dẫn người. Cảnh sát còn chưa tới. Nhưng thật ra xe cứu thương tới trước. Cái này xe cứu thương vốn là chuẩn bị tiếp, ngộ độc thức ăn, nam tử, hiện tại không cần, trực tiếp các loại cảnh sát qua đây đem những này người cho mang đi. Nguyên bản hốt hoảng khách hàng lúc này mỗi một người đều ngồi xuống, nếu là một hồi trò khôi hài, đó cũng không có cần phải tiếp tục lo lắng. Rất nhiều trước còn tức miệng mắng to, lúc này cũng bắt đầu cho Giang Sách xin lỗi. Thực tiệm thuốc danh tiếng, càng thêm vang dội. Có thể nói, Giang Sách cái này lần thứ hai sát hạch, Giang Sách lại một lần nữa phi thường viên mãn hoàn thành. Liên tục đối mặt hai lần cực kỳ hà khắc làm khó dễ, Giang Sách đều lấy khó có thể tưởng tượng phương thức phá giải, đây chính là tu la chiến thần thực lực. Đường phố đối diện, Tiếu Canh lau miệng, trong ánh mắt đều là chẳng đáng. Đây chính là ngươi phải cho ta nhìn vừa ra trò hay. Ha ha, thực sự là vừa ra trò hay a. Tiêu Thù vẻ mặt xấu hổ, vốn định biểu hiện tốt một chút một phen, kết quả. Tất cả đều làm hỏng, mình nhất bang tiểu đệ còn bị cảnh sát mang đi. Có thể nói, thua phi thường triệt để. Tiếu Canh tiếp tục nói, được rồi,
ta cũng không còn trông cậy vào ngươi có thể thực sự giải quyết Giang Sách, nếu như có thể dễ dàng như vậy, sẽ không cần ta tự thân xuất mã. Nói xong, hắn đứng lên đi liền, lại cũng không đi để ý tới Tiêu Thù. Đối với Tiếu Canh mà nói, hắn hôm nay tới chính là muốn nhìn Giang Sách thực lực như thế nào, đi qua hai lần thử nghiệm Ngưu Đao, hắn đối với Giang Sách có một cái đại khái nhận thức. Người đàn ông này, tuyệt đối không phải có thể đơn giản đối phó. Muốn giải quyết Giang Sách, còn phải yên lành kế hoạch một phen. Còn như Tiêu Thù, trong lòng hắn là phi thường khó chịu. Hắn không biết Giang Sách là ai, cũng không để ý Giang Sách thật lợi hại, hắn chỉ biết là Giang Sách làm cho hắn mất mặt, còn làm hại huynh đệ của hắn bị bắt. Thù này nếu là không báo, vậy sau này làm sao còn hỗn? Ở Yến Thành, cho tới bây giờ đều là hắn Tiêu Thù khi dễ người khác, làm sao có thể để cho người khác cưỡi ở trên cổ của hắn kéo mễ điền cộng. Mầm móng cửu hận, ở nơi này tiểu nhân trong lòng chồng. Hắn nhìn về phía đối diện, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Sách, lạnh lùng nói rằng, coi như là không vì tiền, ta cũng muốn giết chết ngươi một cái món lòng. Cho lão tử chờ đấy. Bên kia, Tiếu Canh về tới vẽ còn tập đoàn tổng bộ, đi tới lão thiên tôn phòng làm việc của. Thời khắc này lão thiên tôn đang cố gắng công việc, hắn giống như là đế vương thông thường, thao túng quản lý toàn bộ Yến Thành, mỗi một ngày từng cái góc chuyện gì xảy ra, cũng phải bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Như vậy một cái Yến Thành, tuyệt đối không phải người khác có thể cướp đi. Đã trở về, lão thiên tôn nhìn cũng không nhìn nói. Đã trở về, Tiếu Canh ngồi ở ghế trên, sâu thở dài một hơi, nói rằng, tình huống không phải quá tốt. Ta ngay cả tiếp theo dò xét hai lần, kết quả đều thất bại. Giang Sách đúng là một cái khó có thể ứng phó ra hỏa. Phải cẩn thận ứng phó. Tình huống như vậy, cơ bản đều ở đây lão thiên tôn trong dữ liệu. Hắn một bên phê chữ văn kiện vừa nói, từ hắn có can đảm gióng trống khua chiêng tiến nhập Yến Thành một khắc kia trở đi, ta cũng biết đây là một cái phi thường khó làm tên. Trước tiên đem hắn thả một đoạn thời gian, không thèm quan tâm hắn. Không thèm quan tâm hắn. Tiếu Canh có chút ngoài ý muốn, hỏi có ý tứ. Liền tùy ý Giang Sách ở Yến Thành sằng bậy sao. Lão thiên tôn nở nụ cười, toàn bộ Yến Thành đều tại ta trong khống chế, hắn có thể sằng bậy cái gì. Tiếu Canh nói rằng, Giang Sách vừa tới Yến Thành, đặt chân chưa ổn, từ binh pháp đi lên nói. Chúng ta không phải hẳn là tỏa bên ngoài nhuệ khí, giết hắn một cái trở tay không kịp sao. Đúng là hẳn là như vậy. Thế nhưng, lão thiên tôn nhìn một chút Tiếu Canh, hỏi, ngươi cũng thử qua. Hiệu quả cũng không tốt à, ngươi chẳng những không có tỏa bên ngoài nhuệ khí, ngược lại làm cho khí thế của hắn càng thêm lăng thịnh, lại làm như vậy mấy lần, Giang Sách liền thực sự bắt đi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, binh pháp đồng dạng hữu vân, muốn tỷ kỳ phong mang. Hiện tại Giang Sách khí thế như vậy chi thịnh, chúng ta hà tất hiện tại với hắn đấu. Nóng này không phải chúng ta, mà là hắn. Chúng ta có nhiều thời gian, có thể cùng hắn chậm rãi ngao, từ từ thôi, Giang Sách không kịp đợi, nữ nhi của hắn nhưng là chúng phệ tâm tản, không có thời gian theo chúng ta từ từ sẽ đến. Các loại từ lâu rồi, Giang Sách nóng này, sĩ khí không có, đến lúc đó chúng ta lại đi đối phó. Chẳng phải là càng thích hợp hơn. Nghe vừa nói như vậy, đúng là có đạo lý. Tiếu Canh gật đầu. Là ta khinh thường. Lão thiên tôn, vậy chúng ta bây giờ phải làm chút gì? Nên làm cái gì? Lão thiên tôn cũng không ngẩng đầu lên nói, dựa theo tình huống bình thường, hậu thiên chúng ta muốn đi bắt Thành Văn Công Quán một nhóm hàng, qua tay bán cho này người nước ngoài, có thể kiếm một món tiền lớn. Chuyện này không thể ra ngoài ý muốn, Thành Văn Công Quán bên kia ngươi đều xử lý tốt sao? Tiếu Canh phi thường khẳng định hồi đáp, toàn bộ đều xử lý tốt. Thành Văn Công Quán lão tổng phệ tâm tán sẽ phát tác, nếu như không đồng ý chúng ta một lần này buôn bán, hắn đem chắc chắn phải chết. Hắn không có lá gan cự tuyệt chúng ta, lúc này đây, phỏng đoán cẩn thận có thể kiếm 40 ức. 40 ức, tuyệt đối con số thiên văn, bằng đem Thành Văn Công Quán triệt để hút khô. Lão thiên tôn rất hài lòng nói rằng, ông bạn già, người quả nhiên không để cho ta thất vọng qua. Tiếu Canh nở nụ cười, đây đều là ta phải làm. Đương nhiên, nếu như có thể giúp trợ lão thiên tôn ngài đem Giang Sách cho diệt trừ, ta mới có thể an tâm tiếp thu ngài biểu dương. Lão thiên tôn khoát tay áo, Giang Sách chuyện, không vội,
từ từ sẽ đến. Ta muốn giống như đùa bỡn một con chuột giống nhau, từ từ đưa cái này vô liêm sỉ vương bát đản cho đùa chơi chết. Hôm nay Giang Sách, thực sự trở thành, chuột chạy qua đường, ở Yến Thành có quá nhiều con mắt theo dõi hắn. Mỗi một ánh mắt, đều tràn đầy oán hận. Muốn ở nơi này dạng trong hoàn cảnh còn sống sót, Giang Sách cần càng thêm cẩn thận. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian, rất kỳ quái, cư nhiên không có ai trở lại đi tìm Giang Sách bất kỳ phiền toái nào. Thực tiệm thuốc sinh ý nhưng thật ra mở càng ngày càng tốt, thực sự trở thành Yến Thành một tấm danh thiếp, đây là người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Đặc biệt bình nước, hắn đều làm xong mỗi một ngày đều cũng bị làm khó dễ chuẩn bị, ai biết mấy ngày nay một chút xíu cửa ải khó khăn cũng không có. Thế nào, lão thiên tôn buông tha báo thù. Hiển nhiên đây là không có thể sự tình. Bình nước phi thường nghi ngờ đi tới Giang Sách bên người, hiếu kỳ hỏi, thống suất, cái này lão thiên tôn có ý tứ. Dò xét hai chúng ta lần sẽ không xía vào. Chẳng lẽ hắn bình nước chỉ có như vậy, biết chúng ta lợi hại. Sau đó liền chủ động buông tha. Ha ha, khả năng sao? Giang Sách nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói rằng, hắn đây là đang tách ra phong mang, biết rõ chúng ta bây giờ sĩ khí chính thịnh. Cố ý không theo chúng ta giao thủ. Kỳ thực, chúng ta mới là cần không có thời gian một bên, đối với lão thiên tôn mà nói, hắn nếu muốn báo thủ cũng không gấp với trong chốc lát, chậm rãi đợi thời cơ đều có thể. Chúng ta thì không đau, càng nhanh bắt được đồ mong muốn càng tốt. Hắn đây là đang buộc chúng ta chủ động xuất thủ. Minh Nước gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta bây giờ liền chủ động xuất kích, đối với vẽ thượng tập đoàn phát động tiến công. Xuất kích là nhất định phải đánh ra. Dù sao Giang Sách không có khả năng thực sự một mực Yến Thành việc buôn bán, bất quá cũng không thể mù quáng xuất thủ. Hắn nói rằng, chúng ta coi như phải ra khỏi đánh, cũng phải là nói bóng nói gió, tiêu diệt từng bộ phận, trước phân hóa vẽ thượng tập đoàn các phương diện thực lực, mà không có thể trực tiếp đối mặt con vật khổng lồ này. Người sắp xếp người điều tra một cái, gần nhất vẽ thượng tập đoàn có động tác gì không có. Chúng ta thuận tiện châm đối tính xuất thủ. Thuộc hạ minh bạch. Rất nhanh, Bình Nước liền an bài xong xuôi rồi, hỏi thăm gần nhất vẽ thượng tập đoàn có cái gì hành động không có. Đang đối với vẽ thượng tập đoàn phát động tiến công phía trước trong khoảng thời gian này, tựa hồ. Không có chuyện gì có thể làm. Giang Sách nhưng thật ra cũng không nhàn rỗi, chủ động đi ra ngoài một chút, quen thuộc Yến Thành bầu không khí, đối với chỗ ngồi này thành thị xa lạ có nhiều nhất giải khai. Đang ở hắn đi tới một chỗ công viên thời điểm, chứng kiến một đám người vây quanh ở bên kia, tựa hồ là đang nhìn cái gì náo nhiệt. Trong nháy mắt liền đưa tới Giang Sách hứng thú. Hắn đi tới, mới phát hiện thì ra ở trong công viên xiêm áo một cái, khiêu chiến cục. Đây vốn là qua quyết bình bình sự tình. Bình thường sẽ có người ở công viên mở cục, thông thường lấy cờ vua vì nhiều, cũng có cờ vây, mạt trượt, bài poker gì gì đó, chỉ cần có thể thắng mở cục người. Là có thể từ đối phương trong tay thắng đi không ít tiền. Nhưng nếu như thua, người phải cho một điểm khiêu chiến phí. Bình thường mà nói, người là rất khó thắng đối phương. Bởi vì người ta phải dựa vào cái này tới kiếm tiền, dễ dàng như vậy để cho người thắng, người kia còn ăn cái gì? Cũng không phải đi ra làm từ thiện. Ngày hôm nay cái này mở cục có điểm đặc thù. Sở dĩ nói hắn đặc thù, là bởi vì hai điểm. Điểm thứ nhất, cái này mở cục cũng không phải là cái loại này lão gian cự hoạt người, mà là một cái nhìn qua mới 13-14 tuổi, tính trẻ con vị thoát tiểu hài tử, mới vừa lên sơ trung bộ dạng. Như vậy tiểu hài tử tới mở cục, là phi thường khó gặp đến. Hơn nữa tiểu hài tử này trầm mặc ít nói, trên cơ bản không nói lời nào, từ hai mắt của hắn trong ngược lại là có thể chứng kiến kiên định tín niệm, tựa hồ không có người có thể thắng hắn cục. Tự tin, tương đương tự tin. Điểm thứ hai, đứa bé này bày cục cũng không phải cờ vua, cờ vây, bài poker, mà là trò chơi, MOBA loại hình trò chơi. Hai tử bày than có hai bộ điện thoại di động. Chính hắn cầm một bộ, cho người khiêu chiến dự bị một bộ, sau đó cùng đối phương tiến hành solo một mình đấu. Khiêu chiến phí, 1 ván 10 khối. Thắng hắn, hắn liền cho 100 khối, hắn thắng, mượn đi khiêu chiến phí. Quy tắc đơn giản sáng tỏ, thắng thua đều xem thực lực. Vô luận là mở cục nhân hay là khiêu chiến hạng mục, đều là vô cùng mới mẻ độc đáo,
lập tức liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt của người đi đường, đặc biệt những người tuổi trẻ kia. Đại gia bình thường đều thích chơi game, đồng thời mỗi người đều mê chi tự tin, cho là mình kỹ thuật phi thường tuyệt vời. Một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử dám ở trước mặt mọi người bày loại này cục, đó không phải là muốn chết. Rất nhanh, người khiêu chiến tiếp nhị liên tam xuất hiện. Một ván chỉ có 10 đồng tiền mà thôi, căn bản cũng không gọi cái chuyện này, tiện nghi chết đều, đối với bây giờ tuyệt đại đa số thanh niên nhân mà nói, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ đều tin tâm tràn đầy cho rằng có thể thắng được đối phương, nhưng khi bọn họ chính thức bắt đầu solo thời điểm chỉ có lúng túng phát hiện, trước mắt cái này học sinh trung học trình độ thật sự là quá cao. Nhanh và gọn đem một gã người khiêu chiến cho đánh bại. Liên tiếp 10 tên người khiêu chiến, không đến 15 min toàn bộ đánh bại, bình quân mỗi người thời gian sử dụng hơn 1/1 điểm, thực lực này quả thực cường đại đáng sợ. Có người nói, hài tử này không sẽ là chức nghiệp tuyển tay à? Không giống, cái tuổi này, mặc dù là đối với chức nghiệp tuyển tay mà nói cũng quá nhỏ. Hiện tại các đội chuyên nghiệp chủ lực cùng thay thế bổ sung ta đều quen thuộc. Không có đứa bé này. Đơn giản là cái thiên tài. Đang lúc mọi người khích lệ trong, một người trung niên nam tử đã đi tới, nhìn qua nhanh 30 tuổi. Hắn nhìn một chút bầy cục, lại nhìn một chút đối diện học sinh trung học. Nói rằng, tiểu hài tử bây giờ đều ngông cuồng như vậy sao? Trước cống chúng lại dám bày loại này cục, thực sự cho rằng trên đời này không ai có thể chế rồi ngươi. Na học sinh trung học không có chút nào khiếp đảm, nói rằng, thắng ta, lại tất tất. Điên cuồng, rất ngông cuồng. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, ngươi biết đang cùng ai nói chuyện. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Học sinh trung học không có nhận ra. Người qua đường bên trong nhưng thật ra có người nhận ra nói chuyện người đàn ông trung niên. Đây không phải là chức nghiệp tuyển tay thần lệ sao? Đúng à, ta đã nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là thần lệ. Bất quá hắn dường như giải ngũ à. Năm ngoái mới vừa xuất ngũ, trước đây cũng là minh tinh tuyển thủ, thực lực mạnh rất, bình thường ở đại tái trong có đặc sắc phát huy, thực lực không thể khinh thường. Xách xách xách, cái này tiểu hài tử kia xong đời. Cùng chức nghiệp tuyển tay gọi nhịp, không thua mới là lạ. Thần lệ móc túi ra một tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn ném cho tiểu nam hài, nói rằng, ta với ngươi tới một ván, khiêu chiến của ta phí trực tiếp coi là 100, chúng ta công bình công chính, miễn cho người khác nói ta khi dễ tiểu hài tử. Na học sinh trung học đem 100 khối đặt ở giữa, thần sắc bình tĩnh nói rằng, đa tạ ngươi hào phóng như vậy. Phóng khoáng, thần lệ nở nụ cười. Nói thật giống như ngươi có thể đem ta cái này 100 khối thắng đi giống nhau. Tới, để cho ta nói cho ngươi biết cái gì gọi là không nên dùng ngươi yêu thích tới khiêu chiến bát ăn cơm của người khác. Hai người bọn họ một mình đấu thời điểm, bình nước liếc nhìn Giang Sách, phát hiện Giang Sách nhìn phi thường mê ly, không khỏi hiếu kỳ hỏi, thống suất. Ta không biết ngài còn đối với trò chơi cảm thấy hứng thú. Giang Sách khoát khoát tay, ta đối với trò chơi không có hứng thú. Ta là đối với cái kia học sinh trung học cảm thấy hứng thú. Cái kia kiêu căng khó thuần, tràn đầy tự tin dáng vẻ, cực kỳ giống từ trước ta. Bình nước ngược lại có chút giật mình. Cho tới bây giờ không có người nào tiểu hài tử có thể để cho Giang Sách như thế thích, không khỏi đã cùng cái kia học sinh trung học nhắc lên một chút hứng thú. Bất quá, cảm thấy hứng thú thuộc về cảm thấy hứng thú, thực sự so với... Bình nước có thể không phải tin tưởng đứa bé kia có thể thắng về hưu trước chức nghiệp tuyển tay thần lệ. Rất nhanh, song phương đều cầm lên điện thoại di động. Thần lệ nói rằng, dưới đao của ta không phải trảm vô danh chi tướng, tiểu bằng hữu. Nói cho thúc thúc ngươi tên là gì a? Trần Minh. Trần Minh, thật là kỳ quái tên. Ngày hôm nay, thúc thúc sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nói. Hai người tiến nhập nhân vật chọn giai đoạn. Thần lệ tràn đầy tự tin nói rằng, để tránh khỏi người khác nói ta khi dễ tiểu hài tử, ta liền tuyển trạch một cái thực lực yếu một chút nhân vật đánh với ngươi. Rất nhanh, hắn chọn xong nhân vật. Bên kia Trần Minh cũng chọn xong hắn mong muốn nhân vật. Trần Minh nhưng thật ra không có khách khí, trực tiếp lựa chọn trước mặt phiên bản mạnh nhất nhân vật. Hai người tiến vào chiến đấu giao diện. Chu vi một nhóm lớn người xông tới. Hiếu kỳ xem bọn hắn hai cái chiến đấu trường mặt. Mặc dù mọi người đều biết thần lệ là nhất định sẽ thắng,
nhưng đều rất tò mò hắn biết làm sao thắng, đối diện tên tiểu hài tử kia thực lực hay là có, dù sao có thể trong thời gian ngắn liên tục đánh bại 10 tên người khiêu chiến, cũng không phải người nào đều có thể làm được chuyện tình. Đại gia nhao nhao đem đầu quyên góp đi ra ngoài, từng cái giống như là hươu cao cổ giống nhau, nhìn Thần Lệ cùng Chân Minh điện thoại di động hình ảnh. Thi đấu, chính thức bắt đầu. Như vậy solo rất đơn giản, ai có thể lần đầu tiên giết chết đối phương, hoặc là ai có thể đẩy xuống đối phương đệ nhất tọa, tháp, người đó liền thắng. Ở nơi này dạng đơn giản quy tắc phía dưới, hai người bắt đầu rồi chiến đấu. Lúc đầu đại gia biết cho rằng chứng kiến một hồi đặc sắc lộ ra chiến đấu, kết quả. Kết thúc. Chỉ có không đến 20s thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Chân Minh bắt đầu chộp được Thần nước mắt một cái nho nhỏ chạy chỗ sai lầm, đi tới liền đem đối phương giải quyết rơi, Thần Lệ thậm chí cũng không có phản ứng kịp là thế nào chuyện gì xảy ra, thi đấu cũng đã kết thúc. Đại gia sở mong đợi đặc sắc thi đấu, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Chân Minh đem ở giữa na 100 khối cầm tới, nhét vào túi quần của mình, thanh âm dị thường lạnh lùng nói ra, cảm tạ ngài hùng hồn, vị kế tiếp. Vị kế tiếp. Hết thảy người qua đường mồ hôi lạnh trên trán thẳng rơi, chức nghiệp tuyển tay đều có thể ở 20S bên trong được giải quyết rơi, phổ thông người qua đường làm sao còn so với. Không so được a. Thần Lệ hai tay nắm thật chặt điện thoại di động, cắn răng, sau đó lại móc ra một tấm 100 khối tiền mặt, nói rằng, vừa mới na một ván ta còn không có làm xong chuẩn bị, ta lại theo ngươi tới một ván. Đây là chuyện liên quan đến chức nghiệp tuyển tay tôn nghiêm vấn đề. Thần Lệ hắn nhất định phải kiếm lại. Đối với cái này dạng người khiêu chiến, Chân Minh ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao cùng Thần Lệ đánh một ván, chẳng khác nào cùng phổ thông người qua đường đánh 10 cục, có lời rất. Hắn gật đầu, có thể, chúng ta tới ván thứ hai. Rất nhanh ván thứ hai lại bắt đầu. Lúc này đây Thần Lệ không dám khinh thường rồi. Hắn cũng tương tự lựa chọn phiên bản thế mạnh vô cùng nhân vật, hơn nữa còn là một cái thản độ rất cao. Huyết rất dày nhân vật. Loại nhân vật này vốn là khó giết, ở Thần Lệ loại này chức nghiệp tuyển tay trong tay, càng biết phát huy ra thực lực cường hãn. Muốn giết chết một cái như vậy huyết dày nhân vật, độ khó thật không phải là lớn như vậy. Nhưng mà, Chân Minh nhưng không có sợ chút nào, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc mắt, chỉ là nhẹ giọng hỏi một câu, chuẩn bị xong chưa? Thần Lệ nói rằng, ok, đến đây đi. Chân Minh gật đầu, tốt. Đến đây đi, ván này ta sẽ ở ba min bên trong giải quyết ngươi. Đứa bé này thật là đuôi vểnh lên trời, thắng một ván cũng không biết chính mình họ gì. Ba min bên trong giải quyết tuyển thủ nhà nghề phiên bản cường thế nhân vật. Hắn cho là hắn là ai a? Thanh niên nhân, hơi có chút thành tích liền dễ dàng phiêu a. Vây xem người qua đường nhao nhao chỉ trích Chân Minh, cho là hắn thực sự tuổi trẻ khinh cuồng. Có điểm không đem người để vào mắt. Như vậy là không đúng. Thế nhưng, thực sự không đúng sao? Người đang tuổi trẻ thanh xuân thời điểm không ngông cuồng, còn phải chờ lão liễu sau đó mới hết sức lông bông sao? Thanh niên nhân, nhất định phải hữu niên khinh nhân sức sống. Cùng các người không giống với, Giang Sách thích vô cùng đứa bé này, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Rất có mình làm năm phạm nhi, còn nhớ mình trên sơ chung lúc ấy, cũng là ai cũng không để vào mắt, điên cuồng đến không có biên. Người, đều thích cùng chính mình giống. Vòng thứ hai solo bắt đầu rồi. Lúc này đây xuất ngũ tuyển thủ Thần Lệ vô cùng cẩn thận, chưa từng xuất hiện lần trước sai lầm, từng cái thao tác đều cẩn thận. Dưới tình huống như thế, muốn ở ba min bên trong giết chết hắn, độ khó tương đối lớn. Từ từ, thời gian trôi qua. Mắt thấy ba min thời gian sắp đến, cũng không biết là không phải là nóng nảy, Chân Minh xuất hiện một cái to lớn sai lầm. Thần Lệ nở nụ cười, lợi dụng đối phương sai lầm đuổi theo chính là một trận mãnh đánh. Chân Minh dùng hết tia khí lực cuối cùng muốn chạy trốn. Còn muốn chạy, ngươi, liền chết đi cho ta. Thần Lệ không quan tâm xông tới, muốn một hơi thở đem đối phương giải quyết rơi, nhưng hắn quên mất một việc giặc cùng đường chớ đuổi. Khi hắn thực sự đuổi theo thời điểm chỉ có lúng túng phát hiện, thì ra Chân Minh không phải không ra, mà là cố ý bán cái kẽ hở. Phản quá mức đánh liền Thần Lệ một bộ. Không đợi Thần Lệ phản ứng kịp, chiến đấu liền kết thúc. Nhìn nữa thời gian, như ngừng lại 2 phần 46 giây.
Tựa như Trần Minh ngay từ đầu nói như vậy, ở ba min bên trong liền giải quyết rồi chiến đấu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đứng tại chỗ, cũng không nói được lời rồi. Đặc biệt Thần Lệ. Hắn ván này quá khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ sẽ có bất kỳ sai lầm. Kết quả là vẫn là không ra. Hắn bị Trần Minh một cái đơn giản, kẽ hở, liền cho lừa gạt. Rút lui đuổi theo, bị người ta một bộ giết ngược mang đi. Thất bại. Kỳ thực, đây là rất khó. Trần Minh lựa chọn thời gian phi thường then chốt, nếu như ngay từ đầu tuyển trạch bán kẽ hở, Na Thần Lệ là căn bản sẽ không lên làm. Trần Minh rất thông minh, cố ý chọn ở ba min nhanh đến thời điểm bán kẽ hở. Cảm giác này giống như là Trần Minh thật là khẩn trương không ra. Có rất ít người sẽ nghĩ tới hắn là đang đào hầm. Đừng xem đứa bé này niên kỷ còn nhỏ, nhưng tâm tư cực kỳ kín đáo. Trần Minh tự tay đem trên mặt đất 100 đồng tiền nhét vào túi quần của mình trong. Giọng nói vô cùng vì bình thản nói rằng, vị kế tiếp. Còn vị kế tiếp. Thực lực này mạnh mẽ làm người ta sợ, còn có ai ăn no dỗi việc dám với hắn đối nghịch. Thần nước mắt tay đang run rẩy. Hắn lần thứ ba tay lấy ra 100 nguyên tiền giá trị lớn, nói rằng ta, lại theo ngươi chơi một ván cuối cùng. Tốt, kiếm tiền, Trần Minh không có bất kỳ cự tuyệt, trực tiếp cùng Thần Lệ bắt đầu rồi ván thứ ba. Ván này, Thần Lệ lựa chọn hắn am hiểu nhất nhân vật, có thể nói. Mặc dù là hiện nay mạnh nhất tuyển thủ nhà nghề muốn đánh bại hắn nhân vật này đều là tương đương khó khăn. Nhân vật này, Thần Lệ có phi thường khắc sâu nghiên cứu. Lúc này đây, Thần Lệ cho là mình có niềm tin tuyệt đối có thể thắng đối phương, nhưng là chỉ là chính hắn cảm thấy mà thôi. Ván thứ ba mặc dù không có ở 3 min bên trong giải quyết chiến đấu. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ dùng 5 min mà thôi, Thần Lệ hay là tối cường nhân vật. Cuối cùng vẫn là thua ở Trần Minh trong tay. Ba trận chiến, toàn bộ bại. Về hưu tuyển thủ nhà nghề Thần Lệ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tâm tình hạ. Cuối cùng phương thức phát tiết chính là phẫn nộ. Hắn hai mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Trần Minh, ở Trần Minh đi lấy tiền thời điểm, một bà níu lấy Trần Minh cần cổ, giận dữ hét tiểu tử. Ngươi rất ngông cuồng có phải hay không? Ngươi dám để cho ta trước mặt mọi người mất mặt. Ta giết chết ngươi. Đúng lúc này, một cái đại thủ giữ tại rồi Thần nước mắt trên cổ tay, trong lúc nhất thời. Thần Lệ cảm giác cổ tay tựa như muốn nứt mở thông thường, đau đớn khó nhịn. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cầm cổ tay mình là một người vóc dáng kiện to lớn nam tử. Không là người khác, chính là Giang Sách. Giang Sách cứ như vậy đứng ở Thần nước mắt trước mặt, tay hắn vô cùng ổn, mặc kệ Thần Lệ sử xuất lớn dường nào khí lực. Cũng không thể di chuyển Giang Sách mảy may. Phần này bản lĩnh, không phải thường nhân có khả năng có. Thần Lệ thử rất nhiều lần, cuối cùng dùng tới hai cái tay cũng không thể lay động Giang Sách một phần. Sốt cục, lửa giận của hắn hạ xuống cũng không được. Hắn nhìn chằm chằm Giang Sách, ngươi làm cái gì? Giang Sách giọng bình tĩnh nói, nhận thức thua cuộc, người tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, đang còn muốn nơi đây ỷ lớn hiếp nhỏ. Người chung quanh nhao nhao quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Thần Lệ xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu nói rằng ta sai rồi, người buông ra ta. Không nên đối với ta xin lỗi, nói với hắn áy náy. Giang Sách dùng cái tay còn lại chỉ Trần Minh. Người muốn ta đối với một đứa bé xin lỗi. Không được sao. Giang Sách cố ý đem khí lực trên tay gia tăng vài phần, trong nháy mắt, Thần Lệ đau đều phải khóc lên. Cổ tay giống như là cũng bị cầm chặt đứt giống nhau, hạng người gì, mới có thể sở hữu lớn như vậy khí lực a? Hắn chịu đựng đau đớn đối với Trần Minh nói rằng, tiểu bằng hữu. Xin lỗi, là thúc thúc sai rồi, xin người tha thứ cho thúc thúc có được hay không? Na Trần Minh chỉ là thấp giọng nói câu, tốt, ta tha thứ ngươi. Giang Sách lúc này mới buông tay ra. Thần Lệ lui về phía sau hai bước, nhìn một chút cổ tay của mình. Đều đã sưng đỏ đứng lên, giống như là bị bàn ê tô cho kẹp giống nhau, đau nước mắt đều phải rớt xuống. Giang Sách không có lại để ý tới hắn, trực tiếp nhìn về phía Trần Minh, nói rằng, còn tuổi nhỏ, kiếm tiền bản lĩnh ngược lại không tệ. Trần Minh hồi đáp, bởi vì ta cần tiền. Đòi tiền làm cái gì? Báo danh, đương chức nghiệp tuyển tay. A hát! Giang Sách lập tức hứng thú.
Hỏi, làm chức nghiệp tuyển tay cần bao nhiêu tiền? Trần Minh một bên chỉnh lý ngày hôm nay thắng tiền, một bên hồi đáp, phí báo danh 8.000 khối, dừng chân, ăn, học tập các loại các hạng phí dụng cộng lại, mỗi tháng còn cần 5.000 khối. Đây chỉ là bình thường chi tiêu, nếu như không có bị chọn, muốn tiếp tục lưu lại còn phải cho nhiều tiền. Đương chức nghiệp tuyển tay cần cho nhiều như vậy tiền sao? Không phải là câu lạc bộ phát tiền lương sao? Đối với Giang Sách rất hiếu kỳ, Bình Nước giải thích thống suất người có chỗ không biết, ở Yến Thành, điện tử cạnh kỹ là hạng nhất phi thường mốt cùng dòng được kiểu mới hạng mục, bên ngoài nóng nảy trình độ không thua gì thúc cầu, bóng rổ. Ở tòa này thành thị, có quá nhiều thanh thiếu niên đều mộng tưởng trở thành chức nghiệp tuyển tay, tại thế giới trên võ đài phát quang phát nhiệt. Nhiều người, có thể tuyển chọn tính là thêm, câu lạc bộ sẽ không bỏ tiền ra rồi. Muốn trở thành chức nghiệp tuyển tay, không có nhất định điều kiện kinh tế chống đỡ là không được. Nói như vậy, Giang Sách liền hiểu. Nói cách khác, mặc dù thiên phú như Trần Minh như vậy ưu tú, đều sẽ bởi vì kinh tế nguyên nhân mà bị mai một. Thực sự là thật đáng buồn hiện thực. Việc này lúc đầu cùng Giang Sách không quan hệ. Thế nhưng, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái cứ điểm tử, có thể. Đây là có thể mở ra khiêu chiến lão thiên tôn địa vị bá chủ tuyệt hảo phương thức. Hỏi hắn, điện tử cạnh kỹ hành nghiệp như vậy chi hỏa, tranh kia thượng tập đoàn nhất định sẽ không bỏ qua a. Bình Nước gật đầu, ở Yến Thành, lớn nhất mạnh nhất điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, chính là vẽ thượng tập đoàn thành lập, chí tôn câu lạc bộ, gom đủ toàn thế giới cao cấp nhất một nhóm tuyển thủ. Có thể tiến nhập cái này câu lạc bộ, là Yến Thành hết thảy tuyển thủ mộng. Có thế chứ? Giang Sách tiếp tục hỏi, vẽ thượng tập đoàn hàng năm ở trên mặt này cũng kiếm không ít tiền a. Đương nhiên, Bình Nước hồi đáp, vẽ thượng tập đoàn hàng năm tài chính thu vào 15 đều đến từ chính điện tử cạnh kỹ sự nghiệp, nếu như điện tử cạnh kỹ sụp đổ, này tương hội đối với vẽ thượng tập đoàn tạo thành tổn thương to lớn. Thương cân động cốt. Giang Sách tà tà cười, nếu như là như vậy, vậy quá có ý nghĩa rồi. Hắn nhìn trước mắt tiểu nam hài, hỏi, Trần Minh, người cảm thấy người có trở thành chức nghiệp tuyển tay thực lực sao? Trần Minh nói rằng, có. Khẳng định như vậy. Đương nhiên, ta nhưng là thừa tái ca ca ta mộng tưởng, muốn trở thành đệ nhất thế giới nhân. Còn tuổi nhỏ là có thể nói ra nói như vậy, thực sự gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Sách ngày càng thích cái này tiểu nam hài rồi. Từ đối phương trên người, Giang Sách thấy được đã từng chính mình. Từng cái kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tự cao tự đại cuồng vọng thiếu niên. Thật sự là quá giống. Hắn mỉm cười nói, Trần Minh, ta hôm nay cứu ngươi có phải hay không? Là. Vậy là ngươi không phải nên báo đáp ta. À, Trần Minh theo bản năng nắm chặt trong tay mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, phi thường cẩn thận nói rằng, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Giang Sách bị hắn ngây thơ chất phác một mặt làm cho tức cười. Nói rằng, yên tâm, ta không muốn tiền của ngươi, ta nghĩ muốn ngươi mời ta đi nhà ngươi ngồi một chút, uống chén trà. Cứ như vậy, đối với Trần Minh cũng không biết Giang Sách là ai, càng không biết Giang Sách rốt cuộc muốn làm cái gì, dù sao vẫn là đứa bé, rất nhiều phương diện cũng không được thục. Hắn không có nghĩ quá nhiều, đáp ứng rồi Giang Sách thỉnh cầu. Bọn họ cùng nhau cưỡi xe buýt đi tới Trần Minh ra, đây là một cái nhà ngoại ô phá bỏ và rời đi nơi khác an trí phòng, nhà bọn họ ở 8 lầu. 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Tình trạng gia đình nhìn qua không được tốt lắm, nhưng là không phải rất kém cỏi, thuộc về pro đại chúng, tương đối bình thường nam một loại. Ba, ta đã trở về. Trần Minh buông đồ đạc, cho Giang Sách cùng Bình Nước rót 2 ly trà. Trần Minh phụ thân Trần Nguyên Giang từ giữa phòng một bên đi ra ngoài vừa nói, hôm nay người có phải hay không lại không đi học, đi ra ngoài chơi game rồi. Trần Minh phi thường khẳng định hồi đáp, không phải chơi game. Là vì ta điện tử cạnh kỹ mộng tưởng xoay tiền. Người vô liêm sỉ. Trần Nguyên Giang cầm cây mao đạn liền vào tới, một bên quật Trần Minh vừa mắng, ngươi còn dám theo ta nói bậy. Để cho ngươi đến trường ngươi không hơn, dân tộc hồi sát hạch lớp học thứ nhất đếm ngược, ngươi cái phế vật này, đồ vô dụng, ngươi muốn đem ta cho tức chết. Đánh thẳng lấy, Trần Nguyên Giang bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện bên trong phòng sinh ra 2 nam nhân. Nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Hắn lui về phía sau 2 bước, dùng chổi lông gà chỉ vào Giang Sách nói rằng, các ngươi là ai?
làm sao xông vào nhà ta? Giang Sách mỉm cười nói, thúc thúc ngài chớ khẩn trương, chúng ta là tiễn con trai của ngài trở về. Hắn ở ven đường bầy sạp bị người khi dễ. Chúng ta cứu hắn, đem hắn tặng trở về, không hơn. Trần Nguyên Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy à? Ai, thực sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Ta đây nhi tử, đọc sách không được, cả ngày cũng biết chơi game, cái này sau khi lớn lên có thể có cái gì tiền đồ. Chơi game có thể kiếm tiền sao? Chơi game có thể làm cơm ăn sao? Ta không cầu ngươi về sau có thể cho ta dưỡng lão, chí ít, ngươi có thể nuôi sống chính ngươi à. Ai, tức chết ta, tức chết ta. Từ Chân Nguyên Giang Na bi thương tuyệt vọng trong giọng nói, là có thể nghe ra hắn đối với sinh hoạt đã không có chút nào chờ đợi. Lúc này, Giang Sách đột nhiên mở miệng nói, 360 hành 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 ra Trạng Nguyên, Chân Minh tuy là đọc sách không được, nhưng hắn ở chơi game, mặt trên thật sự chính là thiên phú dị bẩm. Nếu như toàn lực chống đỡ, nói không chừng có thể có hành động. Giang Sách lời nói, đồng thời làm cho bên trong phòng mấy người đều ngẩn ra. Dưới tình huống bình thường, mọi người đều sẽ cảm giác được tiểu hài tử chơi game phải không công việc chính đáng, đều sẽ cảm thấy Chân Nguyên Giang nói có đạo lý. Biết trợ giúp Chân Nguyên Giang cùng nhau, giáo dục Chân Minh. Nhưng Giang Sách không có. Bởi vì hắn quả thực đã biết Chân Minh thiên phú. Có thể dễ dàng liên tục ba cục còn ăn hiếp về hưu tuyển thủ nhà nghề, phần thực lực này không thể khinh thường. Còn nữa, Giang Sách ở Chân Minh trên người thấy được cái bóng của mình. Nếu như đứa bé này thật sự có mình tấm lòng kia tính, vậy hắn liền tuyệt đối không phải vật trong ao, không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Chân Nguyên Giang không thể lý giải nhìn Giang Sách, nói rằng, người biết ngươi ở đây nói cái gì à? Người biết, như ngươi vậy nói có bao nhiêu không phụ trách. Biết hủy diệt nhà của chúng ta, hủy diệt hài tử của ta khi còn sống. Giang Sách cũng không nghĩ như vậy. Hắn tiếp tục nói, thúc thúc, ta biết ngài là một người cha, có ý nghĩ của chính mình. Nhưng hiện thực chính là, Trần Minh hắn đọc sách không được, thế nhưng ở điện tử cạnh kỹ phương diện có vượt qua thường nhân năng lực phi phàm. Bồi dưỡng hắn, làm cho hắn trở thành chức nghiệp điện tử cạnh kỹ tuyển thủ, đây mới thật sự là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngươi thối lắm, Trần Nguyên Giang dùng chổi lông gà chỉ vào Giang Sách, quát cái gì chó má chức nghiệp điện tử cạnh kỹ tuyển thủ. Đó chính là hại người ngoạn ý. Bình Nước khẽ lắc đầu, nói rằng, xã hội bây giờ biến chuyển từng ngày. Thúc thúc, ta biết loại này mới phát sản nghiệp đối với ngài thế hệ này người khả năng khó có thể tiếp thu, nhưng... Không đợi hắn nói xong, Trần Nguyên Giang lập tức hét lớn, ngươi ti em câm miệng cho ta. Bên trong phòng lâm vào đáng kể trầm mặc. Trần Nguyên Giang hai mắt phiếm hồng, thậm chí có thể chứng kiến có mắt lệ ở trong hốc mắt đảo quanh, tại hắn trên người nhất định phát sinh qua phi thường lòng chua xót ủy khuất sự tình. Hắn nghẹn ngào nói, người nghĩ rằng ta thực sự cứ như vậy không khai sáng. Thực sự cũng không biết chức nghiệp điện tử cạnh kỹ có thể kiếm tiền. Không phải, ta biết tất cả, nhưng ta không thể để cho hài tử của ta đi con đường này. Vì sao? Bình Nước thực sự không hiểu. Nếu đều biết điện tử cạnh kỹ ở Yến Thành nóng nảy trình độ, biết chuyến đi này kiếm tiền, cũng có thể tiếp thu. Hài tử của hắn còn rất có thiên phú, vậy tại sao còn muốn cự tuyệt? Rất nhanh, là hắn biết rồi đáp án. Trần Nguyên Giang xoay người, hữu khí vô lực nói câu, đi theo ta. Giang Sách, Bình Nước đi theo Trần Nguyên Giang phía sau. Đi tới một gian ngọa thất, đẩy cửa ra trong nháy mắt. Bên trong phòng liền bay ra trận trận tanh tưởi. Giang Sách là một bác sĩ, y thuật rất mạnh bác sĩ. Hắn chỉ là ngửi được cái mùi này, cũng biết bên trong phòng có bệnh trọng chi người, quả nhiên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là một cái nằm ở trên giường, hai cánh tay quấn quýt lấy băng vải. Một mực truyền nước biển nam tử. Nam tử toàn thân tản mát ra trận trận tanh tưởi, đồng thời sắc mặt trắng bệch, hình dung giáo thụ, không biết. Còn tưởng rằng là Ai Cập xác ướp. Bình Nước nhìn thoáng qua Giang Sách. Cái này tình huống gì? Lúc này, Trần Nguyên Giang nghẹn ngào nói, nằm ở trên giường, là của ta con lớn nhất Trần Hồng. Biết hắn tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ sao? Chính là bị điện tử cạnh kỹ làm hại. Ở cực độ trong bi thương, Trần Nguyên Giang đem hắn con trai lớn bi thảm chuyện cũ nói cho Giang Sách, Bình Nước. Trần Hồng, hắn cùng Trần Minh giống nhau. Cũng là một cái dị bẩm thiên phú thiếu niên.
tuổi còn trẻ liền vốn có cao vô cùng cực kỳ điện tử cảnh kỹ thuật. Trình độ cao, phản ứng nhanh, cộng thêm na tuấn mỹ ngoại hình. Là đương thời điện tử cảnh kỹ nghề nghiệp người nổi bật, bị hàng vạn hàng nghìn truy phủng. Biệt hiệu, vạn người mê, là chân chân thực thực siêu cấp lớn minh tinh. Nhưng trò hay không dài. Chân Hồng bởi vì siêu cường thực lực cá nhân, bị vẽ còn tập đoàn dưới cờ Chí Tôn câu lạc bộ quan tâm, cũng chính thức mời Chân Hồng trở thành một thành viên trong đó. Ngay lúc đó Chí Tôn câu lạc bộ vừa mới thành lập, lợi dụng các loại uy bức lợi dụ thủ đoạn, bắt lại Yến Thành không ít cao thủ. Bởi vì thủ đoạn rất ác liệt, cho nên danh tiếng rất thúi. Chân Hồng tuổi trẻ khinh cuồng lại tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, cự tuyệt gia nhập vào như vậy một cái dơ bẩn xấu xa câu lạc bộ. Mặc kệ Chí Tôn câu lạc bộ khai ra điều kiện ra sao, hắn đều không chấp nhận mê hoặc. Cuối cùng, Chí Tôn câu lạc bộ bỏ qua. Dựa theo Chí Tôn câu lạc bộ ý tưởng, khuất khuất một cái Chân Hồng, cũng không đến nổi uy hiếp được bọn họ. Dù sao ngoại trừ Chân Hồng ở ngoài, cao thủ khác trên cơ bản bị bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng người nào từng muốn đến, Chân Hồng thật lợi hại. Ở Chân Hồng dưới sự hướng dẫn, cuối cùng, hắn xuất lĩnh đồng đội chiến thắng Chí Tôn câu lạc bộ. Chí Tôn câu lạc bộ ngã xuống quyết tái trên võ đài, thất bại tan tác mà quay trở về, 30 triệu tiền thưởng toàn bộ ngâm nước nóng. Lão Thiên Tôn là kiên quyết không thể tiếp thu thất bại như vậy. Sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn, tìm nhiều tiền như vậy, hao tổn tâm cơ muốn chiếm lấy điện tử cảnh kỹ thị trường, kết quả là có được một cái Á quân. Thất bại như vậy, là Lão Thiên Tôn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lão Thiên Tôn đem nguyên là nhóm kia Chí Tôn câu lạc bộ cao tầng toàn bộ cách chức, nghe nói, rất nhiều đều chết rất thảm. Mới nhậm chức câu lạc bộ lãnh đạo, bị Lão Thiên Tôn ra lệnh, phải đoạt giải quán quân. Mà muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải san bằng tre ở thắng lợi trên đường lớn nhất chướng ngại vật Chân Hồng. Ở các loại cưỡng bức mê hoặc đều thất bại dưới tình huống, đối phương cuối cùng lựa chọn tội ác thủ đoạn. Ở một cái đêm khuya, ở Chân Hồng đánh xong huấn luyện tái sau đó, bị vài cái hắc y nhân cho ấn ở ven đường, dùng búa trực tiếp đem hai tay của hắn cho chém đứt. Nếu như không phải người qua đường đúng lúc phát hiện bấm 120, Chân Hồng mất đi khả năng không chỉ là hai tay, mà là mệnh. Vạn người mê biến thành không có tay phế vật, như vậy tin tức đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người nhao nhao suy đoán là Chí Tôn câu lạc bộ dơ bẩn thủ đoạn, cảnh sát cũng tham gia điều tra, nhưng tra tới tra lui cũng không có bất kỳ kết quả gì, không biết rốt cuộc ai ra tay. Là ai cũng không trọng yếu. Bởi vì, ngăn trở ở Chí Tôn câu lạc bộ trước mặt làm một cản trở đã không tồn tại. Bọn họ cũng quả thực thuận lợi lấy được năm đó quán quân. Từ đó về sau, phàm là có thiên phú tuyển thủ nhà nghề đều bị Chí Tôn câu lạc bộ bỏ vào trong túi, không có ai còn dám phản kháng, có Chân Hồng cái này ví dụ. Ai còn dám cùng Chí Tôn câu lạc bộ đối nghịch? Ai cũng không có can đảm này. Còn như Chân Hồng bị người, rất nhanh thì bị người quên mất. Ở thời đại này, không thiếu nhất chính là lưu lượng hóa trang bị, một đời người mới thay người cũ, rất nhanh thì có mới cường giả thay thế vị trí của hắn. Còn như Chân Hồng bản thân, hắn chỉ phải mỗi ngày nằm trong nhà, cái gì cũng làm không được, giống như một phế nhân giống nhau. Vì trị thương, chẳng những xài hết Chân Hồng tất cả tiền thưởng, tiền lương, ngay cả Chân Nguyên Giang tất cả thu nhập cũng đều nhập vào, hiện tại ngay cả nhị nhi tử Chân Minh đi học tiền, đều là bằng hữu thân thích góp. Nhà bọn họ, thật là sắp sơn cùng thủy tận. Mỗi khi chứng kiến con lớn nhất Chân Hồng thảm trạng, cha già Chân Nguyên Giang liền yên lặng rơi lệ, nếu như sớm biết có một ngày như vậy, cũng sẽ không làm cho hắn đi lên tuyển thủ nhà nghề con đường. Nghe xong toàn bộ sau khi trải qua, Giang Sách, Bình Nước cuối cùng cũng minh bạch vì sao Chân Nguyên Giang muốn như vậy phản đối. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào phụ thân, đều sẽ cự tuyệt chuyện giống vậy phát sinh ở nhị nhi tử trên người. Bình Nước thở dài, nói rằng, vẽ còn tập đoàn, thật không phải là đồ đạc. Bất quá ở Chân Hồng trên người tìm nhiều tiền như vậy. Vì sao bây giờ nhìn đi tới vẫn là, tình huống không thế nào tốt ha? Dựa theo đạo lý mà nói, mặc dù hai tay bị chặt đứt. Trải qua lâu như vậy trị liệu, ít nhất có thể bình thường sinh hoạt, không đến mức vẫn nằm ở trên giường A. Chân Nguyên Giang thở dài một hơi, nói rằng, bởi vì vẽ còn tập đoàn A.
Y viện cũng không dám cùng vẽ còn tập đoàn đối nghịch, rất nhiều y viện trực tiếp cự tuyệt cho ta con trai chữa bệnh, chúng ta chỉ có thể hoa rất nhiều tiền đi tìm một ít tiểu y viện trị liệu. Kết quả càng xem bệnh càng nhiều, càng xem tổn thương càng nặng. Nhiều năm xuống tới, biến thành hiện tại bộ dáng này, sống không bằng chết, ai? Nói, chân Nguyên Giang đều phải khóc. Giang Sách bất động thanh sắc đi tới bên giường ngồi xuống. Nhận chân kiểm tra rồi chân Hồng tình trạng, thoáng yên tâm. Hắn nói rằng, những năm này trị liệu vẫn có hiệu. Chân Hồng hiện tại tình trạng tuy là không xong, nhưng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, không ra một tháng là có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. À, chân Nguyên Giang ăn nhiều một, ngươi là nghiêm túc. Bình nước vừa cười vừa nói, yên tâm. Trước mắt ngươi y thuật của người đàn ông này sự cao siêu, trên đời không ai bằng. Hắn nói có thể khôi phục liền nhất định có thể khôi phục. Chân Nguyên Giang mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại thở dài, nói những thứ này thì có ích lợi gì. Có bác sĩ cũng đã nói lời giống vậy, vấn đề là, này điều dưỡng, trị liệu tốn hao vĩ đại, mỗi tháng đều phải hơn 10 trên 1 triệu, nhà của chúng ta nơi nào xuất nổi. Muốn cũng là bạch muốn. Lúc này, Giang Sách tằng hắng một cái, nói rằng, thúc thúc, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch. Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta liền miễn phí cho chân cung cấp tốt nhất chữa bệnh hoàn cảnh. Làm cho hắn ở thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Có cái này chuyện tốt. Chân Nguyên Giang không thể tin được mà hỏi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Ta, không có tiền. Giang Sách nở nụ cười, ta không lấy tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn, Giang Sách nhìn một chút Chân Minh, nói rằng, ta nghĩ muốn thúc thúc bằng lòng ta. Đồng ý Chân Minh đi làm tuyển thủ nhà nghề. Không được, Chân Nguyên Giang quả đoán cự tuyệt, làm một người cha, hắn không thể nhìn lại mình đứa bé thứ hai cũng thay đổi thành một người tàn phế. Giang Sách biết sẽ là như vậy đáp án. Vì vậy hắn dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, nói rằng, thúc thúc ngài sở dĩ cự tuyệt, là hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, thu nhập vấn đề, đệ nhị, vấn đề an toàn. Hiện tại, chúng ta từng bước để giải quyết. Đầu tiên thu nhập vấn đề, Chân Minh đi hành nghề tuyển thủ hết thảy gánh vác, ta toàn bao, không chỉ có như vậy, ta còn sẽ cho Chân Minh mỗi tháng 10. Một bên Trình Độ nghe xong đều muốn cười, thực sự còn có người dám nghi vấn Giang Sách thực lực. Làm như thế nào trả lời? Tu La chiến thần, thống suất thiên quân, đồng thời sở hữu nhiều nhà trăm tỷ đưa ra thị trường công ty. Xưng bá nhất phương thiên tài siêu cấp. Nói như vậy nói ra, sợ là muốn đem Chân Nguyên Giang làm cho sợ hãi. Giang Sách suy nghĩ khoảng khắc, nên như thế nào đã làm cho Chân Nguyên Giang an tâm, có thể thích đương nói rõ mình bộ phận thân phận. Sau khi hiểu rõ, Giang Sách đầu tiên hỏi, thúc thúc, ngài biết có một nhà là, Trăng Sao Các, công ty sao? Thịnh Vui Khoa Học Kỹ Thuật. Chân Nguyên Giang lắc đầu, biểu thị không biết. Giống như hắn loại này không để ý đến chuyện bên ngoài nhân, ngay cả Yến Thành có cái gì dáng dấp giống như đại công ty cũng không rõ ràng, chớ đừng nói chi là Trăng Sao Các loại này kinh thành công ty. Ngược lại thì Chân Minh, hắn lập tức trả lời, ta biết, đó là kinh thành thậm chí toàn quốc nhất lưu siêu cấp khoa học kỹ thuật đại công ty. Nghe nói là tóm thâu Thịnh Vui Khoa Học Kỹ Thuật, trọng môn khoa học kỹ thuật cùng với rất nhiều đại công ty mà hình thành cự vô phách. Là kinh thành Giang gia hạch tâm công ty, thành phố giá trị vượt lên trước vạn ức, rất khủng bố tồn tại. Giang Sách ngược lại có chút ngoài ý muốn, đừng xem Chân Minh chỉ có còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra biết đến không ít. Tựa hồ, ngoại trừ trên sách học này làm người ta buồn ngủ tri thức một chút ra, những thứ đồ khác Chân Minh đều biết một ít. Chân Nguyên Giang càng là giật mình, nói rằng, đây chẳng phải là cùng vẽ thượng tập đoàn giống nhau. Nói theo một cách khác. Quả thực rất giống. Giang Sách nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giang Sách, là kinh thành Giang gia gia chủ, cũng là Trăng Sao Các chủ tịch. Cái gì? Chân Nguyên Giang, Chân Minh đều nhanh bị dọa tè ra quần. Cái này khiếp sợ, thì tương đương với chứng kiến vẽ thượng tập đoàn Lão Thiên Tôn xuất hiện ở trong nhà của mình giống nhau, nhất định chính là cái kỳ tích. Đại nhân vật như vậy, không phải đều hẳn là xuất hiện ở trên TV sao? Chân Nguyên Giang đã hai tay run rẩy không biết nên nói gì cho phải. Giang Sách mỉm cười nói, cho nên thúc thúc, ngài bây giờ có thể tin tưởng ta mở ra này điều kiện đều cũng có năng lực làm được a. Dừng một chút,
hắn tiếp tục nói, nếu như ngài đồng ý. Ta hiện tại tìm ra Yến Thành tốt nhất thích hợp nhất chân hồng trị liệu y viện, lập tức nằm viện thủ tục. Cũng cho hắn phân phối trị liệu tốt nhất bác sĩ. Trần Minh đã ở một bên nói rằng, ba, đồng ý a. Đây là chúng ta ra trở mình cơ hội duy nhất. Suy nghĩ nhiều lần. Trần Nguyên Giang khẳng định gật đầu. Tốt, ta đồng ý làm cho Trần Minh đi trở thành tuyển thủ nhà nghề. Bất quá Giang tiên sinh, ta muốn người bảo vệ tốt hài tử của ta. Đương nhiên, Giang Sách cùng Trần Minh bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt trong đều toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cục, Trần Minh có thể quang minh tránh đại tiến vào chức nghiệp vòng, thay ca ca báo thù. Đem vẽ thượng tập đoàn kỳ hạ chí tôn câu lạc bộ cho triệt để đánh. Giang Sách nhìn về phía bình nước, nói rằng, lập tức an bài xong xuôi. Tìm kiếm thích hợp nhất y viện, cũng cho Trần Hồng công việc nằm viện thủ tục. Sau đó khiến người ta chuẩn bị thành lập một nhà mới điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, ký túc xá, thiết bị toàn bộ đều phối tề. Hai chuyện này cũng không khó. Bình nước gật đầu, cũng dò hỏi, muốn thành lập một nhà mới điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Được có một tên A, thông suất, tên gì tốt? Tên gì? Giang Sách nhìn về phía Trần Minh, ngươi muốn tên gì? Trần Minh ngẩng đầu, phi thường kiên định nói rằng, cứ gọi, người báo thù câu lạc bộ. Bình nước xì vui vẻ, hai từ này là khắp nơi uy thấy nhiều rồi a. Tuy là rất chung hai, nhưng ý tứ cũng rất minh xác. Báo thù. Không sai, chính là muốn giống như vẽ thượng tập đoàn, giống như chí tôn câu lạc bộ báo thù. Giang Sách gật đầu, nói rằng, tốt, cứ gọi người báo thù câu lạc bộ, người tay đi xử lý a. Bình nước hồi đáp, ok, ta lập tức bắt tay vào làm đi làm. Quay đầu lại. Giang Sách móc túi ra một tờ chi phiếu, dùng màu đen bút điền một con số, sau đó giao cho Trần Nguyên Giang, thúc thúc. Số tiền này ngài lấy trước đi đem trong nhà thiếu khoản nợ, tiền thuốc men, học phí gì gì đó toàn bộ đều bù vào, ta muốn Trần Minh không hề nổi lo về sau đi với ta đánh điện tử cạnh kỹ. Ngạch, Trần Nguyên Giang nhận lấy vừa nhìn, phát hiện là một tấm 100. Trở lại thực tiệm thuốc, sinh ý vẫn là một dạng tốt. Đã không có vẽ thượng tập đoàn quấy rối, thực tiệm thuốc khách hàng càng ngày càng nhiều. Giang Sách bất động thanh sắc đi tới lầu 3 phòng nghỉ, 12 hoàng kim một trong đôi ngư đã sớm chờ đợi ở đây. Thống suất, ngươi để cho ta điều tra vẽ thượng tập đoàn mới nhất hành động đã có kết quả. Nói, vào ngày mai sẽ có một cái đấu giá hội, vẽ thượng tập đoàn chuẩn bị đem toàn bộ ngầm chiếm. Lấy uy hiếp thủ đoạn đem nhóm này hàng toàn bộ bắt. Lại lấy giá cả đắt đỏ bán cho người nước ngoài, kiếm lấy chênh lệch giá. Thật không phải là người làm sự tình. Giang Sách hỏi, cái gì hàng? Của người nào? Đôi ngư hồi đáp, là một nhóm tư nhân chân tàng văn vật, tất cả đều là chân quý hoa hạ văn vật. Thuộc về đại thương phiến Lục Hữu Thông. Ở trong mấy chục năm, Lục Hữu Thông thu được rồi đại lượng hoa hạ văn vật, đồng thời toàn bộ đều bảo tồn tại hắn tư nhân quán triển lãm thành văn trong công quán mặt. Lão Thiên Tôn theo dõi nhóm này hàng, chuẩn bị đem toàn bộ ngầm chiếm, sau đó bán cho người nước ngoài, đây quả thực là vũ nhục tổ tông hành vi. Nhân thần cộng phẫn. Bất kể là xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn là xuất phát từ trả đũa trong lòng, chúng ta đều có lý do đem nhóm này hàng lưu lại. Điểm này Giang Sách là đồng ý. Chỉ là phải như thế nào lưu lại nhóm này hàng, vậy thì có vấn đề. Giang Sách hỏi, hay là hiếp bức thủ đoạn? Sợ rằng Lão Thiên Tôn cũng cho Lục Hữu Thông hạ phệ tâm tán. Làm cho hắn xuất phát từ bị khống chế trạng thái A. Là, đôi ngư khẳng định gật đầu. Đây đều là Lão kỹ lưỡng rồi. Lục Hữu Thông bị phệ tâm tán khống chế. Vì mạng sống, cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá, hắn cả đời thu thập tâm huyết. Nhất kiện cũng đừng nghĩ lưu lại. Giang Sách hỏi, nhóm này hàng giá trị thị trường đại khái bao nhiêu? Đôi ngư nói rằng, phỏng đoán cẩn thận 40 ức. Nhưng Lão Thiên Tôn bên kia, chuẩn bị dùng khuất khuất 5 ức tự muốn đem toàn bộ hàng đều lấy đi. Hay là bán đấu giá, chính là đi cái hình thức. Bởi vì ngoại trừ vẽ thượng tập đoàn ở ngoài, căn bản cũng không có nhà thứ hai công ty dám cùng Lão Thiên Tôn đấu giá. 40 ức, một cái khoa trương chữ số. Nhưng đối với Giang Sách mà nói, còn chưa phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Giang Sách cười xấu xa một tiếng, nói rằng, Lão Thiên Tôn không phải là muốn tị kỳ phong mang.
đối với chúng ta chẳng quan tâm, lạnh nhạt thờ ơ sao? Tốt, ta đây liền cho hắn thêm chút trận, buộc hắn động thủ. Đôi ngư, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi lục hữu thông trong nhà. Tốt, đại khái một giờ sau, sắc trời sắp tối thời điểm, Giang Sách cùng đôi ngư cùng đi đến rồi lục hữu thông trong nhà. Lục hữu thông nhận thức người đàn ông này. Đối với lục hữu thông loại này quanh năm ở các địa phương chạy đại phú thương mà nói, nhãn lực độc đáo thưởng thức rất trọng yếu, mấy tháng trước hắn ở kinh thành đợi qua, đối với Giang Sách năng lực lòng biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới mấy tháng quá khứ, sẽ ở Yến Thành cùng Giang Sách gặp nhau. Lục hữu thông tài phú rất nhiều, thế nhưng cùng Giang Sách vẫn là không có được so với, hắn không rõ Giang Sách tại sao phải đột nhiên tìm tới chính mình. Hạ nhân bưng tới hai chén trà, phân biệt đặt ở Giang Sách, đôi cá trước mặt. Lục hữu thông cười ha hả hỏi, Giang tiên sinh đại nhân vật như vậy đi tới nhà của ta, thật là làm cho nhà của ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Chỉ là không biết Giang tiên sinh lúc này đây tới mục đích là cái gì a? Giang Sách nhấp một ngụm trà, cũng không có ý định vòng vo, khai môn kiến sơn nói rằng, Lục lão bản, nghe nói ngài ngày mai muốn tổ chức một cái đấu giá hội, đem ngài mấy thập niên qua siêu tập được văn vật toàn bộ đều bán đấu giá rơi. Lục hữu thông sắc mặt đổi đổi, có vẻ rất không cao hứng. Là, hắn đúng là muốn bán, nhưng hắn tuyệt không tình nguyện, là bị bức bất đắc dĩ. Sâu thở dài một hơi, Lục hữu thông vẫn là giả ra rất vẻ mặt vui mừng, nói rằng, không nghĩ tới chuyện này Giang tiên sinh ngài cũng biết, là. Ta là chuẩn bị đem tất cả đồ cất giữ hết thảy bán đi. Ta lão liễu, mấy thứ này giữ ở bên người cũng không dùng, không bằng đổi thành tiền lưu cho hậu thế, ngài nói có đúng hay không? Giang Sách gật đầu, nói có đạo lý, thế nhưng Lục tiên sinh. Căn cứ ta đạt được tin tức, ngài hết thảy đồ cất giữ phỏng đoán cẩn thận tổng giá chỉ có 40 ức, mà ngài người mua lại chỉ dự định trả 5 ức a. Ngạch, Lục hữu thông sắc mặt trắng bệch, loại chuyện như vậy Giang Sách làm sao lại biết? Hắn nuốt nước miếng một cái, nói rằng, Giang tiên sinh nói giỡn, cái này bán đấu giá cũng còn không có mở thủy, làm sao lại người mua chỉ nguyện ý ra 5 ức? Thực sự không có mở thủy sao? Giang Sách nói rằng, nói dễ nghe là bán đấu giá, trên thực tế ngoại trừ Vẽ Thượng tập đoàn ở ngoài lại không có nhà thứ hai tới đấu giá, cũng chính là Vẽ Thượng tập đoàn ra bao nhiêu tiền, vậy thì phải bao nhiêu tiền bán cho bọn họ. Giá khởi đầu là 5 ức, na cuối cùng không phải là 5 ức thành giao sao? Một câu nói này, đều giống như dao nhỏ ghim vào Lục hữu thông trong lòng. Nếu như có thể mà nói, ai nguyện ý làm như vậy? Cái này không đều là xuất phát từ bất đắc dĩ sao? Hắn trầm mặc, trả lời không được. Lúc này, Giang Sách giọng nói hòa hoãn nói rằng, Lục lão bản, ngài một nhóm hàng này toàn bộ đều là hoa hạ văn vật, mặc dù là ngài tư nhân đồ cất giữ, nhưng nếu như bán cho Vẽ Thượng tập đoàn, lại chuyển tay bán cho người nước ngoài, kia đối với quốc gia mà nói nhưng là tổn thất trọng đại cùng vũ nhục. Lục lão bản, xin lấy ra một điểm danh tộc khí tiết tới. Không muốn tùy ý Vẽ Thượng tập đoàn bài bố. Lục hữu thông lòng đang rỉ máu. Việc này hắn đều biết, hắn cũng có danh tộc khí tiết, thế nhưng, tính mệnh du quan, hắn không thể không làm như vậy a. Giang Sách nhìn thấu tâm tư của hắn, nói rằng, Lục lão bản. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, mà nỗi khổ của ngươi chính là ba chữ phệ tâm tán. Trong nháy mắt, Lục hữu thông như là lò xo giống nhau nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn nhìn Giang Sách. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Giang Sách nhìn Lục hữu thông, Lục lão bản, không cần giả bộ nữa, ngươi đã trúng rồi phệ tâm tán. Cho nên mới phải làm ra như vậy khác thường sự tình. Không nói gạt ngươi, ta với ngươi gặp giống nhau phiền phức, tuy là ta không có trung phệ tâm tán, nhưng gia nhân của ta lại bị Vẽ Thượng tập đoàn dùng cái này độc ra hại. Ngươi ta, là cùng một loại người, càng hẳn là liên thủ đối phó Vẽ Thượng tập đoàn. Mà không phải tùy ý bọn họ khống chế. Lục hữu thông từ trên xuống dưới quan sát Giang Sách, cười khổ một tiếng, nói rằng, phản kháng. Ta nào còn có cơ hội phản kháng, nếu như không dựa theo lão thiên tôn nói đi làm, ta ngay cả tuần sau đều sống không quá đi. Không phải, ngươi sống đi qua, Giang Sách nói rằng, Giang Nam khu sự tình ngài vậy cũng biết, Vẽ Thượng tập đoàn ở Giang Nam khu phân bộ bị toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời bọn họ bộ phận giải dược cũng bị thu được. Trong tay ta, thì có lượng nhất định giải dược.
Nghe thế dạng thuyết pháp, Lục Hữu Thông mắt đều đăm đăm. Ngươi cũng có giải dược? Có, Giang Sách nói rằng, bất quá, giải dược này chỉ ngọn không trị gốc, chỉ có thể trợ giúp ngươi vượt qua một tháng. Muốn triệt để trị tận gốc, còn cần biết phệ tâm tán rốt cuộc là như thế nào nghiên cứu chế ra. Lục lão bản, theo ta hợp tác, chúng ta ở một cái nguyệt chi bên trong tìm ra chân chính giải dược. Triệt để giải trừ chất độc trên người của ngươi. Giang Sách kiến nghị rất có kích động tính cùng mê hoặc tính. Thế nhưng, Lục Hữu Thông sau khi nghe xong, đặt mông ngồi xuống. Do dự mãi, vẫn là lựa chọn lắc đầu. Xin lỗi Giang tiên sinh, ta không thể hợp tác với ngươi. Không thể. Giang Sách hé mắt, hỏi tới, lý do. Lục Hữu Thông thở dài, hồi đáp, rất đơn giản, nếu như ta tuyển trạch hợp tác với ngươi. Vậy thì đồng nghĩa với đứng ở vẽ còn tập đoàn đối diện. Là, ngươi là có thể cho ta giải dược giúp ta vượt qua tháng này, nhưng tháng sau làm sao bây giờ? Nếu như ngươi thất bại, không tìm ra chân chính giải dược, ta đây thọ mệnh cũng chỉ còn lại có một tháng. Giang tiên sinh, xin lỗi, ta không thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nói thật giống như cũng có đạo lý. Giang Sách chăm chú nhìn hắn, nói rằng, Lục lão bản nói rất đúng, ngươi trúng độc, mà ta không có trúng độc. Ta không thể đứng nói không đau eo. Vậy dạng này, chúng ta liền đạt thành một cái hiệp nghị, nếu như trong vòng một tháng không thể được đến chân chính giải dược, ta liền bồi Lục lão bản ngươi cùng chết, như thế nào? Cái này, Lục Hữu Thông thất kinh, có cần không? Giang tiên sinh, cái này vui đùa không mở ra được a. Giang Sách nói rằng, đây không phải là vui đùa, đây là ta đối với Lục lão bản ngài cam đoan. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn cả nhà bên trong khắp nơi đều dán thi từ, này, toàn bộ đều là giá hiên từ. Giang Sách nói rằng, Tân Bỏ Tật là một vị vĩ đại từ người, trung nghĩa vô song, càng là danh tộc khí thiết đại biểu tính nhân vật. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi sừng liên doanh, thiên cổ giang sơn, anh hùng không kiếm, tôn trọng mưu chỗ. Lục lão bản, ngài ở trong nhà trương thiếp nhiều như vậy giá hiên từ, nhất định cũng với hắn giống nhau sở hữu danh tộc khí tiết. Nếu như ngài tại loại này trước mắt tuyển trạch thần phục với lão thiên tôn, vậy ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ngươi vẫn xứng dán giá hiên cư sĩ thi từ sao? Buổi nói chuyện, nói Lục Hữu Thông á khẩu không trả lời được. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn khắp phòng giá hiên từ, trong lòng ngũ vị tạp thành. Đúng vậy. Nếu như tuyển trạch thần phục, hắn còn có cái gì bộ mặt cẩu hoạt phu thế? Làm. Lục Hữu Thông nói rất chân thành tốt, Giang tiên sinh, ngươi thuyết phục ta, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, chỉ là cụ thể muốn thế nào hợp tác, cũng xin báo cho biết. Giang Sách trên mặt của rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn khẳng định nói, đầu tiên ngươi yên tâm, ta theo lão thiên tôn không giống với, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi đồ cất giữ. Ta sẽ lấy giá thị trường mua, đồng thời sẽ không để cho chúng nó rơi vào tay của người Tây Phương Trung. Cùng lúc đó, đang vẽ còn tập đoàn Đại Lâu văn phòng nội bộ, 44 tầng. 404 gian phòng. Lão Thiên Tôn cùng Què Chân Bí Thư Thiếu Canh ngồi đối mặt nhau trên ghế salon, cùng nhau thưởng thức trà. Đặt chén trà xuống, Lão Thiên Tôn hỏi, ngày mai đấu giá hội xác định đều xử lý tốt, không có vấn đề. Na Lục Hữu Thông là một người bảo thủ, cũng xảy ra sự cố. Tiếu Canh vừa cười vừa nói, lại người bảo thủ, cũng sẽ quý trọng mạng của mình. Hắn không theo chúng ta hợp tác kết quả duy nhất chính là chết. Lão Thiên Tôn ngươi yên tâm, chuyện này ta an bài Khuyển Tử toàn quyền xử lý. Nói, hắn vỗ tay một cái. Cửa phòng đẩy ra, một gã vóc người kiện to lớn, treo mũi nhọn mắt nam tử đi đến, chính là Tiếu Canh con trai Tiếu Nguyên Kim. Ba, Lão Thiên Tôn, Tiếu Nguyên Kim rất cung kính đứng. Tiếu Canh dặn dò, Lão Thiên Tôn có chút lo lắng ngày mai đấu giá hội sự tình, người đều xử lý tốt sao? Tiếu Nguyên Kim thành thật trả lời, ngày mai đấu giá hội ở sáng sớm 10 điểm tiến hành, tổng cộng sẽ có 10 gia đấu giá, ngoại trừ chúng ta vẽ còn tập đoàn ở ngoài, mặt khác cửu gia toàn bộ đều là kẻ lừa gạt. Gọi tới giả vờ giả vịt. Giá khởi đầu là 5 ức, ở ta hô xong giá khởi đầu sau đó. Không có bất luận cái gì một công ty đấu giá, sau đó chúng ta là có thể lấy 500 triệu giá cả bắt giá trị 400 triệu văn vật. Người nước ngoài bên kia cũng liên lạc xong, bên này vỗ dưới, liền lập tức qua tay bán đi,
đưa ra nước ngoài bên ngoài, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, sản sinh phiền toái không cần thiết. Còn như Lục Hữu Thông, cái này càng không cần lo lắng rồi. Giải dược của hắn hiện tại nắm giữ ở trong tay của ta, nếu như hắn không phải ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói đi làm, hắn đem sống không quá tuần sau. Đầy đủ mọi thứ đều an bài ngay ngắn rõ ràng, người trẻ tuổi này sâu Lão Thiên Tôn yêu thích. Lão Thiên Tôn cả mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Hắn thở dài, nói rằng, ông bạn già, vẫn là của ngươi con trai hữu dụng a, đầu óc rõ ràng, làm việc hữu điều để ý, không giống ta na hai cái vô dụng ngu xuẩn con trai, một cái chết một người bị bắt. Tiếu Canh lắc đầu nói rằng, Tiểu Liệt cùng Tiểu Hào cũng đều là thực lực kiêm bị thanh niên tuấn kiệt, chỉ là bị Giang Sách cái này đại ma đầu cho hại, thù này, chúng ta thế tất yếu báo. Nói đến Giang Sách, Lão Thiên Tôn hỏi, hắn ngày hôm nay có động tác gì không có? Tiếu Canh nói rằng, có, hắn chuẩn bị thành lập một nhà điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ, tên gì người báo thù câu lạc bộ, xem bộ dáng là phải cùng chúng ta chiếm trước hiến thành điện tử cảnh kỹ thị trường. À, Lão Thiên Tôn phốc suy vui vẻ, cái này Giang Sách thật đúng là có thể làm lại nhiều lần, theo ta đoạt thị trường, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn đủ không biết xấu hổ sao? Hanh, chờ ta bắt nhóm này văn vật, quay đầu liền cẩn thận trừng trị hắn. Hắn khoát tay áo, Nguyên Kim, ngươi trước đi xuống đi, chuẩn bị thật tốt ngày mai bán đấu giá, không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Là, Tiếu Nguyên Kim chắp tay, xoay người rời đi. Hết thảy đều tại hắn an bài trong, ở Tiếu Nguyên Kim xem ra còn có thể có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không biết, ngoài ý muốn đã sinh ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 9 giờ, Tiếu Nguyên Kim dựa theo nguyên kế hoạch đi tới phòng đấu giá. Hắn đại biểu chính là vẽ thượng tập đoàn bản bộ. Ngoại trừ Tiếu Nguyên Kim ở ngoài, còn có cái khác cửu gia cũng đều đi tới hiện trường, hắn nhìn cũng không nhìn, căn bản là không có để ở trong lòng. Bởi vì, này cửu gia toàn bộ đều chỉ là mời tới kẻ lừa gạt. Tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh, người chủ trì lên đài, hắn cầm một cái búa nhỏ đứng ở trước bàn. 10 giờ đến. Người chủ trì khom người bái thật sâu, sau đó hướng về phía microphone nói rằng, cảm tạ các bạn đến, ngày hôm nay, bên ta chịu đến Lục Hữu Thông tiên sinh ủy thác, đem trọn đời sở sưu tập được văn vật quý giá tiến hành bán đấu giá. Một đống lớn lời xã giao sau khi nói xong, trọng điểm bắt đầu. Người chủ trì nói rằng, giá khởi đầu vì 5 ức, mỗi lần cùng phách chỉ ít tăng giá 30 triệu. 3 lần không người cùng phách, để cho người đấu giá bắt bán đấu giá vật. Quy tắc giới thiệu xong xuôi, hiện tại chính thức chụp ảnh. Kế tiếp, chính là đi theo quy trình rồi. Đấu giá chính thức bắt đầu, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có di chuyển hợp tác. Bọn họ đều là tới đả tương du, căn bản không dự định cùng phách. Ở hơn 10 giây an tĩnh sau đó, Tiếu Nguyên Kim chậm rãi giơ tay lên, 500 triệu. Người chủ trì mỉm cười gật đầu, 6 hào tiên sinh 500 triệu đấu giá, xin hỏi. Còn có người mua khác cùng phách sao? Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đạp lạp đầu, có điểm thậm chí cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đều ở đây dựa theo kịch bản đi theo quy trình, còn có cái gì có thể nhìn? 500 triệu một lần. 500 triệu hai lần. Đang ở người chủ trì chuẩn bị hô lên, 500 triệu ba lần, hoàn thành ngày hôm nay nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên, trong góc có người nhấc tay. Cũng nói ra một cái làm người ta khiếp sợ chữ số. Ta theo, 40 ức. Phốc, toàn trường tất cả mọi người sợ choáng váng, này nguyên bản vẫn còn buồn ngủ, lập tức hoàn toàn không có buồn ngủ, mỗi một người đều trợn to hai mắt hướng phía trong góc người kia nhìn sang. Là như thế nào tình huống? Có người tới đập phá quán. Không phải nói được rồi mọi người đều là kẻ lừa gạt, tới góp nhân số, làm sao còn có người thực sự cùng phách? Cùng phách còn chưa tính, ngươi nhưng thật ra yên lành cùng phách ha, nhân gia kêu 5 ức, ngươi cùng phách 40 ức, đây không phải là ăn no dỗi việc, nhiều tiền cháy sạch hoảng sợ sao. 40 ức ha, nhóm này di vật văn hóa giá trị thị trường cũng liền giá trị 40 ức. Lấy cái giá tiền này vỗ xuống nói, ngươi mặc dù qua tay đi bán, cũng căn bản không có bất kỳ lợi nhuận không gian, người nào đầu óc có cái hố tên như thế phách. Người chủ trì cũng hách liễu nhất đại khiêu. Hắn không dám tin nhìn về phía trong góc người nam nhân kia,
xác nhận nói, Tám Hào tiên sinh. Xin hỏi ngài nhất định phải lấy 40 trăm triệu giá cả chụp được nhóm này văn vật sao? Xác định. Là 40 ức. Là. Trải qua nhiều lần xác nhận, người ủng hộ không lời có thể nói. Tuy là quá trình này cùng kịch bản không quá giống nhau, nhưng làm đấu giá hội quy củ. Có người cùng phách, người liền không thể cự tuyệt người khác. Người ủng hộ không sao cả, ngược lại cuối cùng mặc kệ phách cho ai. Hắn đều giống nhau cầm tiền lương. Nhưng Thiếu Nguyên Kim bất đồng. Hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Nếu như nhóm này văn vật bị người khác phách đi, hắn muốn thế nào hồi phục lão thiên tôn? Tối hôm qua còn luôn miệng đáp ứng yên lành, sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không xảy ra vấn đề, kết quả chính là xảy ra vấn đề. Điều này làm cho lão thiên tôn thấy thế nào hắn? Tiếu Nguyên Kim hướng phía trong góc phòng nhìn lại, bởi vì hiện trường ngọn đèn vô cùng hôn ám, hắn thấy không rõ tướng mạo của đối phương. Tiếu Nguyên Kim giận dữ hét, Tám Hào, người biết chính mình tại làm cái gì? Trong góc phòng truyền đến thanh âm của nam nhân, ta ở đấu giá A, lại vấn đề gì? Đấu giá, 5 ức, người cùng phách 40 ức. Ân, có chuyện. Tiếu Nguyên Kim suýt chút nữa bị lời của đối phương cho tức chết, đúng vậy, nhân ra nhiều tiền cháy sạch hoảng sợ. Chính là nguyện ý, người quản được. Kỳ thực, nếu như là 6 ức, 700 triệu nói, Tiếu Nguyên Kim còn có thể cắn răng một cái, giành lại tới. Nhưng một hơi thở cho mang lên rồi 40 ức, vậy còn đoạt cái giám A. Mặc dù là giành lại tới, vậy cũng căn bản không có lợi nhuận đáng nói, sau khi trở về hay là muốn bị lão thiên tôn mắng chết, còn nữa nói, hắn nào có 40 ức A. Trong góc thanh âm truyền ra, người chủ trì, người có phải hay không nên hô. Người chủ trì lúc này mới phản ứng kịp. Hắn tằng hắng một cái, hô, 40 ức một lần. Rất hiển nhiên. Căn bản cũng không có người cùng phách, người nào ăn no dỗi việc, dùng 40 ức đi chụp được nhóm này văn vật. 40 trăm triệu lạng lần. Tiếu Nguyên Kim hai tay của đang run rẩy, loại thời điểm này. Hắn coi như là cùng lão thiên tôn gọi điện thoại cũng không kịp. 40 ức ba lần. Người chủ trì lớn tiếng nói, 40 ức ba lần, không người cùng phách, vậy chúc mừng Tám Hào tiên sinh. Lục Hữu Thông tiên sinh nhóm này văn vật cất giấu. Hiện tại toàn bộ đều thuộc về ngài hết thảy. Kế tiếp, chính là trả tiền, giao hàng quá trình. Hiện trường đèn toàn bộ mở ra. Tiếu Nguyên Kim thấy rõ tám số tướng mạo, có một chút nhìn quen mắt, nhưng là vừa nghĩ không ra là ai. Hắn phi thường tức giận đi tới, chất vấn, tiểu tử, người biết ngươi đã gây họa. Phải, ngươi dám cùng vẽ thượng tập đoàn gọi nhịp, không sợ chết sao? Vẽ thượng tập đoàn. Ta đã sớm khiếu bản, cũng không phải một ngày hay hai ngày, có cái gì có thể sợ. Tiếu Nguyên Kim sửng sốt một chút, hỏi, người rốt cuộc là người nào? Na Tám Hào nam tử trả lời hai chữ, làm cho Tiếu Nguyên Kim kinh ngạc không thôi hai chữ. Giang sách! Giang sách! Tiếu Nguyên Kim đột nhiên nghĩ tới. Chính là cái kia ở Giang Nam khu thiết kế bắt thân hào, bẫy chết thân liệt Giang sách. Hắn đi tới Yến Thành sau đó. Tiếu Canh liên tục hai lần gãy ở tại trong tay. Thực lực của người đàn ông này, không thể khinh thường. Giang sách cũng quả thật có cùng vẽ thượng tập đoàn gọi nhịp thực lực cùng lý do. Chỉ là Tiếu Nguyên Kim không rõ, vì sao Giang sách hảo đoan đoan biết chạy tới đấu giá. Thuần túy chính là vì làm cho vẽ thượng tập đoàn ác tâm, không thoải mái sao. Nhìn Giang sách cùng người chủ trì rời đi bóng lưng, Tiếu Nguyên Kim tức giận nha dương dương. Hắn đi nhanh ra phòng đấu giá, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho cha Tiếu Canh bấm một trận điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiếu Canh già nua thanh âm, Nguyên Kim, gọi cho ta, có phải hay không phòng đấu giá sự tình làm xong. Tiếu Nguyên Kim thở dài một hơi, tức giận không dứt nói rằng, không phải, ba, ta gọi cho ngươi là muốn nói cho ngươi, bán đấu giá di vật văn hóa sự tình làm hỏng. Cái gì? Tiếu Canh giận không kềm được, chút chuyện này đều làm không xong. Ngươi là phế vật sao? Ngày hôm qua lão thiên tôn là thế nào giao phó? Tiếu Nguyên Kim đầu đầy mồ hôi, lúc đầu hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, nhưng người nào biết xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, có người từ đó làm khó dễ, cố ý tới đập phá quán. Người nào to gan như vậy? Giang sách! Vừa nghe đến giang sách hai chữ,
bên đầu điện thoại kia Tiếu Canh Lâm vào đáng kể trầm mặc, không giống trước kích động như vậy. Ở ước chừng trầm mặc được có 5 min sau đó, Tiếu Canh hồi đáp, nếu như là Giang Sách từ đó làm khó dễ, na đấu giá hội thất bại thì chẳng có gì lạ, người trước đã trở về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, đối diện cúp điện thoại. Tiếu Nguyên Kim lăng lăng nhìn trong tay điện thoại di động, tức giận muốn đánh người. Yên lành đấu giá hội, cứ như vậy thất bại. Càng nghĩ càng không phải thoải mái. Đang ở Tiếu Nguyên Kim mới vừa ngồi trên xe, chuẩn bị đi về thời điểm, liền thấy Giang Sách cùng người chủ trì cùng đi ra, hai người hữu thuyết hữu tiếu, mặt mày hớn hở bộ dạng. Càng như vậy, Tiếu Nguyên Kim thì càng sức sống. Hắn nắm chặt nắm tay. Cứ như vậy đi trở về, cứ như vậy nhìn Giang Sách dương dương đắc ý, tiểu nhân đắc chí. Khó chịu, siêu cấp khó chịu. Thanh niên nhân, tính tình đều là tương đối thẳng, đặc biệt giống như hắn loại này xuất thân cao quý chính là, từ nhỏ đã tài trí hơn người, thiếu khuyết xã hội đòn hiểm. Cho tới bây giờ thì có Tiếu Nguyên Kim khi dễ người khác. Vẫn chưa có người nào khi dễ hắn. Không thể cứ tính như vậy. Tiếu Nguyên Kim nói với tài xế, cho lão điểu gọi điện thoại, thông chi làm việc. Tài xế gật đầu, minh bạch. Lão điểu, là vẽ còn tập đoàn chuyên môn thuê tay chân, thậm chí có thể nói là Tiếu Nguyên Kim chuyên môn thuê tay chân, thủ đoạn ác liệt, thủ đoạn độc ác. Lão điểu xuất thủ, mỗi lần đều là sự kiện trọng đại, không chết cũng bị thương. Tiếu Nguyên Kim cũng là thực sự tức giận, kêu lão điểu đi đối phó Giang Sách, đó chính là muốn Giang Sách mệnh. Vào giờ phút này Giang Sách còn không biết mình đã bị theo dõi. Hắn giống như bình thường giống nhau ngồi lên xe, từ đôi ngư lái xe dẫn hắn ly khai, ngay từ đầu còn không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng mở ra, đôi ngư phát hiện không thích hợp. Thông suốt, phía sau có chiếc xe vẫn theo chúng ta. Không thích hợp. Thông thường gặp phải tình huống như vậy, người bình thường đều là sẽ chọn bỏ qua phía sau xe, hoặc là từ đại đạo đi. Hết khả năng từ nhiều người địa phương trải qua. Nhưng Giang Sách lại cứ lệch phản kỳ đạo đi chi. Hắn đối với đôi ngư nói rằng, tốc độ xe chậm một chút, làm cho phía sau xe có thể theo kịp, sau đó hết khả năng rẽ đường nhỏ đi, cho đối phương chặn lại cơ hội của chúng ta. Người bình thường nghe thế dạng nói, sợ là cào nát đầu đều muốn không rõ vì sao. Nhưng đôi ngư cũng rất hiểu Giang Sách tâm tư. Hắn trực tiếp nói, thống suất, ngài muốn giết ngược. Giang Sách không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Khi ngươi muốn nuốt chọn người khác thời điểm, trước tiên cần phải cân nhắc một chút thực lực của tự thân, đừng trái lại trở thành người khác đổ nhắm rượu. Hiển nhiên, Tiếu Nguyên Kim không có đối với thực lực của tự thân có một thanh tỉnh nhận thức, thậm chí tại hắn cha minh xác muốn hắn trở về dưới tình huống, cũng không có có thể giữ được tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn khi dễ người khác khi dễ quán. Loại này thói quen một chốc trong lúc đó là rất khó sửa đổi tới được. Giang Sách xe ở trên đường nhỏ mở không dài thời gian, rất nhanh, phía trước đã bị một chiếc xe buýt chặn lại, nửa bước cũng đừng nghĩ lái nhiều. Tới, Giang Sách cứ như vậy ngồi ở trong xe, khí định thần nhàn, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Cùng lúc đó, xe phía sau cũng lái tới. Trước sau cộng lại được có 7-8 chiếc xe bộ dạng, sau khi cửa xe mở ra. Được có 40-50 người từ trên xe đi xuống, mỗi người trong tay đầu đều nắm khảm đao, bổng cầu côn, từng cái dáng vẻ hung thần ác sát. Đôi ngư hỏi, thống suất, ta tới xử lý a. Giang Sách khoát tay áo, không cần, ta đã thông chi song tử rồi. Song tử, đây là 12 hoàng kim trong sát khí nặng nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất người. Kêu song tử xuất thủ, vậy đối phương còn có thể có việc đường. Ở 12 hoàng kim trong, cừu trắng, bình nước, đôi ngư những thứ này đều là tương đối ôn nhu, xạ thủ, cán cân nghiêng, xử nữ những thứ này là tương đối cụ bị đồng tình tâm rất hiền lành. Mà ma yết, thiên hạt chính là tương đối lãnh ngạo, quái gở, lòng dạ ác độc. Nhưng lập tức liền như thế, bọn hắn cũng đều so ra kém song tử. Song tử là ác ma hóa thân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần hắn xuất thủ, đối phương là chớ nghĩ sống. Hầu hết thời gian, Giang Sách tình nguyện làm cho thiên hạt xuất thủ cũng tận khả năng tránh cho làm cho song tử xuất thủ. Chính là sợ sự tình gây quá nghiêm trọng. Mà lần này, Giang Sách trực tiếp tuyển trạch làm cho song tử qua đây giải quyết vấn đề, đủ để chứng minh vấn đề.
chỉ là Đôi Ngư không rõ, vì sao Giang Sách sẽ như thế nổi giận. Không phải là bị người theo dõi, chặn đường sao, cũng không phải là lần đầu tiên, loại tình huống này Tư Không Kiến quán, Giang Sách không đến mức như vậy nổi giận. Hơn nữa nhìn Giang Sách như vậy, cũng không giống là nổi giận dáng vẻ. Đôi Ngư là 12 hoàng kim trong đối với Giang Sách quan tâm nhất, tâm tư kín đáo nhất, Giang Sách mỗi tiếng nói cử động, Đôi Ngư đều thấy ở trong mắt. Giang Sách có phải thật vậy hay không tức giận, Đôi Ngư liếc mắt là có thể nhìn ra. Hắn biết rõ, thời khắc này Giang Sách căn bản cũng không có chút nào tức giận, đã như vậy, lại vì sao làm cho Song Tử xuất thủ. Điểm này thực sự gọi Đôi Ngư đoán không ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, còn tưởng rằng Giang Sách sẽ làm tự mình động thủ giải quyết vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, nhiều hơn nữa suy đoán đều là vô dụng. Giang Sách đẩy cửa ra đi ra ngoài, đâm đầu đi tới không là người khác, chính là đang đấu giá hành lý mà thấy Tiếu Nguyên Kim. Chúng ta lại gặp mặt, Tiếu Nguyên Kim nói rằng. Giang Sách quất ra một cây nhang yên châm lửa, chậm rãi rút ra. Hỏi, người ngăn lại xe của ta, lại mang đến nhiều người như vậy, muốn làm gì? Tiếu Nguyên Kim khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ bên cạnh Tráng Hán, nói rằng, giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là ở Yến Thành cũng có số má tay chân lão điểu. Hắn bình thường không động thủ, nhưng chỉ cần hắn vừa ra tay, Na Không Chết cũng bị thương, toàn bộ đều là đại sự kiện. Giang Sách, tiểu tử ngươi có gan khiêu chiến chúng ta Vẽ Còn tập đoàn. Ta đây phải để cho ngươi biết biết chúng ta Vẽ Còn tập đoàn không phải dễ trêu, ngày hôm nay, ngươi đừng muốn sống đi trở về. Giang Sách híp mắt nhìn trước mắt thanh niên nhân, hút một hơi thuốc, nói rằng, đã từng cũng có hai cái với người giống nhau điên cuồng nam nhân, một người tên là Thân Liệt, một người tên là Thân Hào. Bọn họ theo ta đấu kết quả chính là, một cái bị giết, một cái bị bắt. Người tên là Tiếu Nguyên Kim đúng vậy, người cảm thấy ngươi so với Thân Liệt, Thân Hào lợi hại hơn sao? Tiếu Nguyên Kim trong lòng không thoải mái. Kỳ thực nói thật, Tiếu Nguyên Kim là từ trong đáy lòng đầu coi thường Na hai nam nhân. Bởi vì bọn họ là cùng nhau lớn lên, nhưng Tiếu Nguyên Kim dù sao cũng là Tiếu Canh con trai, Na hai cái là Lão Thiên Tôn con trai, cho nên từ nhỏ Tiếu Nguyên Kim tựa như người hầu giống nhau hầu hạ vậy đối với huynh đệ. Ở khác mặt người trước rượu võ dương oai Tiếu Nguyên Kim, nhưng phải giống như người hầu giống nhau hầu hạ hai huynh đệ kia, vậy làm sao có thể để cho hắn thoải mái. Mấu chốt hơn là, ở Tiếu Nguyên Kim xem ra, Na hai cái chính là óc heo. Toàn bộ thân gia, cũng liền Lão Thiên Tôn cùng Thân Cung Huân có thể làm cho Tiếu Nguyên Kim tôn kính, những người khác, tất cả đều là óc heo. Cho nên lúc này Giang Sách hỏi hắn, so với hắn thân thị huynh đệ như thế nào? Cái này kỳ thực làm cho Tiếu Nguyên Kim lại càng không thoải mái. Tiếu Nguyên Kim lạnh lùng nói rằng, thân thị huynh đệ dựa vào cái gì so với ta? Hơn nữa, ngươi là dùng quỷ kế bẫy chết bọn họ, hiện tại ngươi bị người của ta bao bọc vây quanh, như thế nào thi triển quỷ kế? Giang Sách, hôm nay ngươi đừng nghĩ sống ly khai. Giang Sách không có chút nào sợ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi thực sự muốn mạng của ta? Đương nhiên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn mạng của ta? Không sai. Ai, Giang Sách thở dài một hơi, nguyên bản ta còn có chút do dự. Cảm thấy ngươi còn trẻ như vậy, giết chết ngươi quá đáng tiếc. Hiện tại ta cảm thấy được không hề có một chút vấn đề rồi, ngươi muốn mạng của ta. Ta đây đương nhiên cũng có thể muốn mạng của ngươi. Tiếu Nguyên Kim, ngượng ngùng. Tiếu Nguyên Kim nghe xong cười ha ha, uy, Giang Sách, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Mở mắt chó của ngươi nhìn, chúng ta bên này 40, 50 người, ngươi với ngươi tài xế liền hai người, dựa vào cái gì theo ta đấu? Còn giết ta, người có bản lãnh kia sao? Ta nhổ vào. Giang Sách mở cửa xe, muốn giết ngươi, cũng không cần ta cùng ta tài xế động thủ. Nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, liền thấy một cái có mái tóc dài màu xanh lam, hai mắt đỏ thắm nam nhân từ đường nhỏ phần cuối đã đi tới. Người này vóc người cao gầy, toàn thân để lộ ra một không nói ra được tà mị kính nhi. Người đàn ông này, tuyệt đối không thể khinh thường. Không đợi Song Tử tới gần, Tiếu Nguyên Kim mồ hôi lạnh trên trán liền rớt xuống, hắn đã cảm giác được nguy hiểm đã tới. Dựa vào, không phải là một người sao, có cái gì có thể sợ. Lão điểu, dẫn người đi đem hắn giết chết.
Lão Điểu xoa xoa đại khảm đao trong tay. Không thành vấn đề. Nói, Lão Điểu giơ đại khảm đao liền xông tới, phía sau một đám tiểu đệ đuổi kịp, nhiều người như vậy đối phó một người. Ở Tiếu Nguyên Kim xem ra là thập nã cửu ổn sự tình, căn bản cũng không có thể sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng mà, làm hắn làm sao cũng không nghĩ ra sự tình xảy ra. Lão kia điều tài vừa mới xông lên, còn chưa kịp xuất thủ, song tử tựu như cùng quỷ mị thông thường lắc mình đến rồi trước mặt, một cái đại thủ ấn ở tại lão luyện trên mặt, cái tay còn lại cầm đại khảm đao sống dao, sau đó đem dao phay lưỡi dao đập về phía lão luyện cái cổ. Thổi phù một tiếng, lưỡi dao chém đi vào, lão điểu cũng không có tới kịp kêu to một tiếng, trong nháy mắt bị mất mạng. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Sau lưng các tiểu đệ toàn bộ đều dừng bước, từng cái lăng lăng nhìn song tử, sinh lòng khiếp đảm. Bên trong xe, Đôi Ngư nghiêng đầu sang chỗ khác, Thiên Tính thuần lương chính hắn, rất không thể gặp trường hợp như vậy. Song tử vẫn là một chút cũng không có đổi, mỗi lần xuất thủ đều cay độc như vậy. Ta là thực sự chịu không nổi. Giang Sách không nói gì, mỗi người đều có mỗi người tính cách, thói quen, Giang Sách đã cần Đôi Ngư, cừu trắng loại này hồn nhiên thiện lương người, cũng cần song tử loại này ác ma hóa thân. Một chi đội ngũ, hạng người gì chỉ có đều phải sở hữu mới được. Tiên huyết sẽ làm Đôi Ngư khó chịu, nhưng đối với song tử mà nói, chỉ biết trở nên càng thêm phấn khởi. Tiên huyết càng nhiều, song tử liền giết càng hăng say. Hắn giơ lên lão luyện khảm đao, vọt thẳng vào bên trong đám người bắt đầu chém giết, giống như là giống như ăn cháo. Một trận giết lung tung. Này các tiểu đệ nơi nào đã biết trường hợp như vậy? Từng cái sợ sắc mặt trắng bệch, ném xuống vũ khí xoay người chạy. Không đến nửa phút, hiện trường cũng chỉ còn lại có Tiếu Nguyên Kim một cái. Hắn không phải là không muốn chạy, mà là chưa từng có đã biết như vậy huyết tinh kinh khủng tràng diện, sợ đến hai chân run, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả cũng đứng không đứng dậy, cũng không cần nói chạy trốn. Loại này từ nhỏ sống ở trong phòng ấm đóa hoa, tự cho là có thể chống lại phía ngoài phong sương giá lạnh, làm nguy cơ thực sự đã tới lúc, hắn mới phát hiện mình nhu nhược vô năng. Các loại, chờ một chút. Tiếu Nguyên Kim còn muốn nói tiếp cái gì, song tử cũng không có cái kia kiên trì nghe hắn bóp bóp, trực tiếp giơ tay chém xuống, chém một cái đao đã đem Tiếu Nguyên Kim cổ chặt đứt. Đầu lăn xuống. Tiên huyết cuồng phong. Song tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hưng phấn không thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.